bông 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 em set máy livestream giùm chị luôn đi. Tối hôm nay chị sẽ chia sẻ với lại mọi người về bí quyết dưỡng da. Dạ em đang bật like luôn rồi chị. Ui, bật like luôn rồi hả? Trời ơi sao không báo chị vậy? Ok ok. Rồi. Ok ok. Rồi, có cái khăn giùm chị đi bông ơi. Dạ. Rồi, ok. Cả nhà ơi. Hello 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 cả nhà. Cả nhà ơi, có thể là Trinh sẽ bị miss comment đó nha cả nhà. Cho nên là cả nhà có thể comment lại giúp Trinh nha. Ok, Trinh sẽ cầm điện thoại cho dễ đọc comment của cả nhà hơn. Dạ. Ôi, đây. Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, Trinh chưa thấy comment hoặc là điện thoại của Trinh có thể bị ẩn comment, cho nên là các anh chị nào mà có câu hỏi và chia sẻ với nhau về bí quyết skincare, các anh chị hãy comment lên để Trinh biết nha. Các anh chị có thể comment đi, comment lại thật nhiều nha. Hôm nay là một buổi tối thứ tư, Trinh sẽ dành ra một khoảng thời gian rất là riêng luôn để mà Trinh ngồi chia sẻ với tất cả các anh chị về bí quyết dưỡng da của Trinh. Làm sao mà để da dù trong môi trường làm việc rất là nắng nóng khói bụi nè, và cũng như là công việc của Trinh thì là nghệ thuật á cả nhà, nghệ sĩ á, rất là hay phải thức khuya dậy sớm luôn á cả nhà ơi, và ăn uống thì thất thường nè, thì chắc chắn là cái da của mình nó sẽ xuống cấp rất là nhiều. Và làm sao để cho khi mình xuất hiện trước công chúng, trước mọi người, mình luôn rạng rỡ nhất, thì cái nền da nó phải đẹp cả nhà ơi. Cái nền da của body và mặt phải đẹp luôn á. Nếu không thì mình có mỹ phẩm hay phấn son đến bao nhiêu mà cái nền da xấu á thì nó vẫn mốc, nó vẫn không thể che được các khuyết điểm của mình đâu cả nhà ơi. Và với tính chất công việc của một người nghệ sĩ như Trinh á thì là nó tạo ra rất là nhiều cái nhân không hay, ví dụ như nắng nóng khói bụi, hay là thức khuya dậy sớm và uống ít nước nữa, không có thời gian luôn, hay là những lúc mà công việc nhiều quá, stress á, thì chắc chắn là da sẽ rất xấu luôn á cả nhà ơi. Nên và nghệ sĩ thì lại cần phải có một cái diện mạo đẹp hết mức. Và với cái tính chất công việc như vậy, với diện mạo mà phải cần đẹp hết mức thì mình phải làm sao cả nhà ơi. Rất là may mắn cho Trinh luôn á là Trinh đã có một nơi nương tựa. Và lúc nào cứ về da body hay là về da mặt á thì Trinh cứ đúng chỗ đó mà Trinh đến thôi. Đó chính là Lavender by Trang cả nhà ơi. Và rất là may mắn luôn á, nhìn chị Trang mà mình thấy có động lực hơn. Bởi vì nếu như mình thấy da đẹp của một chị, đặc biệt là chị Lý Thị Trang, da mặt với da body đẹp thì mình mới có động lực cả nhà ơi, mới có động lực và mới siêng năng hơn và có niềm tin hơn để trao gửi cái thời gian của mình cũng như là cái tiền bạc của mình vào nơi đó và mua sản phẩm đó cũng như sử dụng dịch vụ ở nơi đó. Nên là các chị em ơi, các chị em comment ở chào, xin chào bạn Dương Dandy ạ. Trinh sẽ trả lời comment để cả nhà biết rằng đây là livestream thật sự vào tối thứ tư nha cả nhà ơi. Xin chào Bill Nguyễn ạ. Xin chào anh chị Chính Giác ạ. Xin chào anh chị Hồng Phúc ạ. Wow, cả nhà ơi, cả nhà đang vào xem livestream rất là nhiều luôn ạ. Cả nhà hãy vào thật là nhiều nha. Vì tối ngày hôm nay Trinh sẽ chia sẻ bí quyết làm thế nào để có một làn da mặt mộc từ mặt cho đến body thật là căng bóng, mướt mát, không tì vết và sẽ chữa hết mọi khuyết điểm cho chúng ta. Đặc biệt là dù trẻ tuổi hay là đứng tuổi thì tất cả chúng ta đều rất sợ nếp nhăn nha cả nhà ơi. Và cái môi trường nghệ thuật của Trinh là sẽ tiếp xúc với tất cả những cái gì nó không tốt cho da nhất á cả nhà, ví dụ như nắng nóng khói bụi nè, và đặc biệt là phải make up cả ngày cả nhà ơi, từ sáng đến tối phải giữ lớp make up luôn. Ví dụ như nếu mà người thường đi thì người ta sẽ để mặt mộc rồi kem chống nắng thôi, hoặc là người ta 3-4 tiếng người ta bôi luôn kem chống nắng thì thành ra người ta sẽ, cái da mặt người ta sẽ rất là khỏe và thông thoáng. Nhưng mà với nghệ sĩ là make up từ sáng đến tối cả nhà ơi, và thức khuya dậy sớm nè, ăn uống thất thường, nhiều công việc các cái thì sẽ làm da của Trinh xuống cấp rất là trầm trọng luôn á cả nhà. Rồi có một thời gian Trinh thích làn da nâu nữa chứ, thế nên là Trinh đi tắm nắng nè, và Trinh cũng không có thoa kem chống nắng khi đi ra đường luôn. Cho nên là cả nhà có thể thấy là có một cái đoạn thời gian là Trinh thích kiểu như rắn rỏi cả nhà, cho nên là da body với lại da mặt của Trinh nó đen thui luôn. Và vì là hay chạy ra ngoài nắng để mà tan da như vậy và cũng không thoa kem chống nắng cho nên là Trinh bị nám rất nhiều, thì Trinh đến spa Lavender của chị Lý Thùy Trang
áp mặt vào máy soi á cả nhà ơi, nhìn mắt thường thì không thấy nha cả nhà, nhưng không biết sao vào máy soi da nó sẽ hiện lên những cái vùng đốm nâu như thế này trên má của mình rất là rõ luôn. Mình nói ủa cái gì vậy, mình đâu có cái cục này đâu ta, nhưng mà máy soi mới thấy được cả nhà ơi. Và lúc đó Trinh mới biết rằng là mình bị nám rồi, có những cái đốm nám như vậy. Và ngoài sử dụng những sản phẩm đúng như là sản phẩm La Mercy là Trinh luôn sử dụng cả nhà ơi, trong suốt 2 năm nay là Trinh chỉ sử dụng sản phẩm dưỡng da của La Mercy thôi. Và ngoài ra thì để chữa được tất cả những cái mà tồi tệ của làn da Trinh á, thì Trinh phải dùng thêm dịch vụ á cả nhà. Thì Trinh sẽ muốn nhanh chóng cắt tóc để mà hết nám. Nám không thể nào mà hết nhanh chóng được, vì đây là vấn đề rất là nặng nề của da luôn. Và biết bao nhiêu chị em phải tốn, bỏ ra rất là nhiều tiền luôn á, mà đi chỗ không uy tín á, thì có bỏ ra rất là nhiều tiền và mất nhiều thời gian thì cũng không thể chữa được nám cả nhà. Cho nên là Trinh đã sử dụng bộ sản phẩm đây cả nhà ơi, đã chữa cho Trinh hết nám trong thời gian vừa qua luôn cả nhà. Và ngoài ra Trinh hay xin chị Trang là Trinh rất là tham lam cả nhà ơi. Trinh muốn là phải hết nám và lỗ chân lông xe khít và cũng như là hết tất cả các nếp nhăn chỉ trong vòng thời gian ngắn giúp em chị ơi, là tầm khoảng 2 tuần. Thì ngoài bộ sản phẩm dưỡng da mặt của La Mercy này á, thì Trinh còn thi thoảng đến Spa Lavender Ba Trang tầm 1 đến 2 lần một tuần, vì trong đó có những cái dịch vụ chuyên về làm mờ nếp nhăn và đầy rãnh cười, kết hợp với bộ sản phẩm này nữa là số 1 luôn cả nhà ơi. Nhưng nếu mà chúng ta không có thời gian để có thể đến spa thì với bộ sản phẩm chuyên về da mặt của Lavender Ba Trang và La Mercy này á, thì chúng ta cũng sẽ chữa hết tất cả những cái vấn đề như là nếp nhăn nè, rãnh cười nè. Và ai muốn trắng da một cách nhanh chóng á, và làm mờ vết nhăn căng mọng nha, thì cả nhà ơi, cả nhà hãy vào livestream này của Trinh ngay nha cả nhà. Vì bí kíp chỉ trong vòng 2 tuần thôi là sẽ thấy ngay hiệu quả. Nếu như mà bạn nào muốn nhanh hơn như Trinh đó, là Trinh rất là hay bị gấp á cả nhà, vì mình làm nghệ thuật á, cho nên mình muốn làn da của mình chữa hết các khuyết điểm nặng nề như là nám, như là tất cả các vấn đề về da luôn, chỉ trong vòng 1 tuần thôi. Thì chị Trang mới giới thiệu Trinh những cái công dụng và cái dịch vụ ở Spa Lavender, thì chỉ trong 1 tuần thì nó chữa hết tất cả những vấn đề về nám. Thì có cả nhà, khi soi đưa mặt vào máy soi da lần thứ 2 là Trinh đã thấy từ cái đốm nám to nó thành đốm nám li ti rồi. Còn nếu như chúng ta không cần gấp như Trinh, bởi vì nghệ thuật á, nghệ sĩ phải cần gấp như vậy cả nhà ơi, để nhanh xuất hiện đẹp trước công chúng á, còn chúng ta cũng không cần phải gấp như vậy á, thì chúng ta chỉ cần 2 tuần thôi nha cả nhà, thì với bộ sản phẩm này của La Mercy á, sẽ giúp cho chúng ta có một làn da mặt mộc 100%, nhưng mà sẽ tự tin là nó sẽ xóa mờ tất cả các nếp nhăn rãnh cười này cho mình nha cả nhà. Và đặc biệt là sẽ chống già cho mình, làm chậm quá trình lão hóa của mình nha cả nhà ơi. Đây cả nhà có thể thấy nè cả nhà, đây là hoàn toàn là gương mặt mộc của Trinh nha cả nhà ơi. Mọi người có thể thấy là da của Trinh bây giờ trắng hơn đúng không cả nhà. Ai mà đã xem Facebook của Trinh với lại Instagram của Trinh cách đây không bao lâu về trước, thì do là Trinh thích cái phong cách Tây Tây, thế nên là Trinh để da body và da mặt rất là nâu đen luôn. Nhưng mà bây giờ mọi người có thể thấy là da mặt mộc của Trinh 100%, rất là trắng và căng mịn nha cả nhà. Và lỗ chân lông này cả nhà là cực kỳ nhỏ hơn luôn, là do chu trình treatment da cực kỳ thần thánh, mà tí nữa thì Trinh sẽ bật mí nha cả nhà ơi. Cả nhà có comment gì chia sẻ với Trinh với nha cả nhà ơi. Dạ, cả nhà ơi, cả nhà comment, cả nhà cứ comment đi comment lại, và Trinh sẽ chia sẻ những bí quyết chăm sóc da, cũng như là sẽ trả lời hết tất tần tật các câu hỏi của các chị em về chăm sóc da mặt và chăm sóc da body trong tối ngày hôm nay ạ. Đẹp quá, và em cảm ơn chị Thị Điểm ạ. Cảm ơn Kẹo Nguyễn, muốn biết bí kíp quá ạ. Ok, cả nhà, bây giờ Trinh sẽ chia sẻ bí quyết liền nha cả nhà ơi. Sau cái bước sữa rửa mặt ở trong nhà tắm này thì Trinh vừa rửa sữa rửa mặt của La Mercy trong nhà tắm nha cả nhà. Thì sữa rửa mặt này bình thường á, là Trinh rất là quan trọng cái bước này, vì bước này á, sẽ là bước quyết định da của mình có sạch hay không nha cả nhà. Và chỉ cần là loại nào dịu nhẹ kích ứng là được nha cả nhà ơi, vì nó cũng chỉ có công dụng là làm sạch nha cả nhà. Nhưng sữa rửa mặt này phải nói là cực kỳ thần thánh nha cả nhà ơi. Sữa rửa mặt này cực kỳ thần thánh luôn ạ. Vì
vì nó rất là nhiều tác dụng. Đây là sữa rửa mặt đầu tiên mà Trinh từng sử dụng mà nó có khả năng chống lão hóa cả nhà ơi. Cả nhà có nghe thấy là một sữa rửa mặt nào mà có khả năng chống lão hóa chưa ạ? Em này là trong cái dòng treatment của La Mercy, tất cả các bước này đều có công dụng là chống lão hóa cho mình nha cả nhà ơi. Và thành phần của em này là sáp ong nè, và cồn béo, có rất nhiều loại vitamin khác nữa sẽ giúp cho mình làm sạch mặt nha cả nhà. Và các dưỡng chất được đưa lên da, mình rửa mặt hàng ngày và da sẽ được nạp dưỡng chất một cách hàng ngày đầy đủ nha cả nhà, và không lo vết nhăn xuất hiện nha cả nhà. Khi mà nhìn cái màu sắc chủ đạo của em này thì chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy rất là tinh túy, và nó đưa đến một cảm giác cho chúng ta là sẽ thấy là chúng ta sẽ làm chậm quá trình lão hóa da rất là nhiều nha cả nhà ơi. Và đây là những chu trình làm sạch da cũng như là làm se khít lỗ chân lông và giúp cho mình là chống già và làm giảm nếp nhăn rất là nhiều nha. Bước đầu thì chắc chắn nam hay nữ gì chúng ta về nhà thì chúng ta cũng sử dụng là sữa rửa mặt nha cả nhà. Mà sữa rửa mặt của La Mercy á, sẽ khác với tất cả những sữa rửa mặt khác trên thị trường, vì không chỉ có cái khả năng mà làm sạch đâu à, lấy tất cả các bụi bẩn và bã nhờn cho mình đâu, vì nó còn cân bằng da cho mình và chống lão hóa cho mình, nó có chất chống lão hóa cho mình nha cả nhà ơi. Dạ, và cả nhà đã sử dụng sữa rửa mặt của La Mercy này chưa ạ? Cả nhà hãy comment lên cho Trinh biết nha. Và nếu như cả nhà đã sử dụng và thấy công dụng tuyệt vời của em này, hãy chia sẻ để các chị em khác có thêm niềm tin về một hãng sữa rửa mặt rất là nổi tiếng của Hàn Quốc nha cả nhà ơi. Sữa rửa mặt khác ở trên thị trường thì nó không có công dụng là chống lão hóa đâu ạ. Nhưng với sữa rửa mặt của La Mercy thì có công dụng là chống lão hóa nha cả nhà ơi. Hôm nào mà Trinh chỉ ở nhà không ra ngoài, Trinh lười không tẩy trang thì Trinh chỉ cần sữa rửa mặt của La Mercy thôi là da Trinh vẫn sạch hết dầu nhờn nha cả nhà. Đây, bây giờ da Trinh đã cực sạch rồi nha cả nhà, thì Trinh sẽ apply một chút toner để cân bằng ẩm trước nha mọi người ơi. Sau cái bước sữa rửa mặt này thì da của Trinh đã thật sự rất là sạch rồi. Nó sạch nhưng mà nó không có cảm giác bị khô da, và nó sẽ cảm giác vẫn là ẩm mịn mướt cho da nhưng không có nặng da nha cả nhà ơi. Và trong đây có rất là nhiều dưỡng chất cho nên sẽ còn giúp mình giảm tất cả các vết nhăn nè, và sạch sâu bên trong lỗ chân lông nữa. Nhưng mà cái cảm giác sạch của nó là rất mềm mịn nha cả nhà, chứ không có bị cảm giác sạch bong bóng kinh kít xong rồi khô da ơi là khô đâu cả nhà ơi. Vì thành phần của em này có chứa sáp ong và cồn béo nha cả nhà, cùng rất 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 là nhiều loại vitamin khác luôn. Nên khi mà mình rửa mặt đó là tất cả những cái dưỡng chất được đưa lên da và mình không lo nếp nhăn xuất hiện luôn á cả nhà ơi. Dạ, ok cả nhà. Và bây giờ cái bước thứ hai thì chắc chắn là các chị em mà hay làm đẹp không thể bỏ qua bước này, vì cái bước này nó sẽ là cái bước chủ chốt để cho da mình chữa các vấn đề về da đó cả nhà ơi. Nói về vấn đề lão hóa thì đây nha cả nhà là bước đầu tiên trong chu trình skin care rất là thần thánh để được trẻ hóa và căng bóng da nha các chị em ơi, chính là bộ đôi nước thần và kem Botox tươi này nè cả nhà ơi. Đây là bộ đôi thần thánh. Thế nên là vừa rồi là Trinh đặt La Mercy 2 tháng mới có hàng đó cả nhà ơi, cháy hàng luôn. 2 tháng mới có hàng. Để Trinh đọc comment của các chị em nha. Comment của các chị em là: có làm mờ nếp nhăn không Trinh? Da chị giờ quá đẹp luôn. Cảm ơn em Kẹo Nguyễn nha. Có anh là comment là: sau bao lâu thì có tác dụng? À, có chị comment là: do cái gì ta, để Trinh đọc lại nha. À, do da khô nhiều hả chị? Dùng cái này có hiệu quả không? Trời ơi, rất là nhiều các anh chị vào livestream và comment cho Trinh rất là nhiều. Đặc biệt nha cả nhà, dưỡng da là không chỉ dùng cho nam đâu ạ, không chỉ dùng cho nữ đâu, và nam hay nữ đều nên cần dưỡng da hết cả nhà ơi. Nam hay nữ đều cần một da mặt khỏe, một cái nền da khỏe và se khít lỗ chân lông và căng bóng, làm mờ tất cả các vết thâm nám, nam hay nữ đều cần. Như chúng ta có thể thấy là các sao nam Hàn Quốc á, trời ơi, da giống như em bé vậy á cả nhà ơi. Còn nếu mình nghĩ là nam xong rồi mình ra đường mình không chống nắng á, thì chắc chắn là các bạn nam da sẽ nám nè, rồi cộng thêm là phát sinh mụn, rồi bắt đầu là lỗ chân lông to, rồi sẽ bị rỗ luôn. Cho nên nếu mà các anh nào á, các anh
nào mà quan tâm về dưỡng da cũng nên tậu cho mình một bộ thuần túy và rất là xịn sò như là La Mercy nha cả nhà ơi, thì các anh cũng sẽ có một làn da đẹp luôn ạ. À, và đầu tiên á là nước thần tái tạo phục hồi La Mercy nha cả nhà ơi. La Mercy Expert Hydro Fluid này ạ. À, đây là bước thứ hai trong chu trình dưỡng da của Trinh ạ. À, trước đây thì Trinh thức khuya nhiều quá thì da Trinh rất là dễ xuất hiện những nếp nhăn luôn. Cả nhà có thể nhìn, bây giờ Trinh sẽ cho cả nhà xem luôn. Thật sự là Trinh không bao giờ nghĩ là nếp nhăn nó sẽ đến với mình luôn á cả nhà. Mỗi lần mà nghe hồi nhỏ, khi mà nghe mẹ nói về mua cho mẹ cái bộ dưỡng da chống lão hóa đi, chống lão hóa, cái mình nói mình không hiểu về tại sao phải cần như vậy, cho nên mình thấy đó không phải là vấn đề của mình đó cả nhà ơi. Và mình không biết tại sao mẹ mình phải cứ hay kiếm những cái bộ sản phẩm chăm sóc da chống lão hóa. Cho đến một ngày cả nhà ơi, Trinh bây giờ là đã 27 tuổi rồi, và cái điều đó nó đã xuất hiện với Trinh cả nhà ơi. Bây giờ cả nhà có thể thấy là trên trán của Trinh nè, khi mà Trinh ngướng mày lên á, đây Trinh sẽ cho cả nhà xem luôn, là nó sẽ có nếp nhăn rất là nhiều nha cả nhà ơi. Và nếu như mình không dưỡng thì bắt đầu là nếp nhăn mắt nho nhỏ nè, rồi quầng thâm nè, bọng mắt sẽ xuất hiện rất là nhiều, trong mình rất là mệt mỏi, thiếu sức sống và già luôn. Nhưng mà sau khi dùng nước thần nhà La Mercy thì đúng là mang lại hiệu quả thần thánh cả nhà ơi. Tất cả những cái nếp nhăn ngay trán á, nói thật sự là không phải là nó hết 100%. Cả nhà có thể thấy trên trán Trinh nè, bắt ngang qua một số đường nếp nhăn đúng không cả nhà. Lúc trước khi mà Trinh dùng La Mercy á, là cái đường nếp nhăn nó bắt từ bên đây qua bên đây luôn cả nhà ơi. Nhưng mà sau 2 tháng khi Trinh dùng á, thì cái đường này nó ngắn hơn và nó mờ hơn đúng không cả nhà. Nó ngắn hơn và nó mờ hơn. Tất cả các đường nhăn trên trán của Trinh này, Trinh nhướng lên bây giờ vẫn còn nha cả nhà. Vì cái bộ La Mercy này nếu mà dùng, càng ngày càng dùng thì chắc chắn cái đường ngắn này của Trinh nó sẽ mất luôn cả nhà ơi. Lúc đầu là cách đây 3 tháng là Trinh thấy là cái nếp nhăn nó bắt từ bên đây và nó rất là dài và nó rất là sâu luôn cả nhà ơi. Bây giờ là chỉ còn một cái đường ngắn ngắn và mỏng mỏng mờ mờ rồi. Trinh tin chắc rằng là đây là bộ mới toanh, Trinh mới tậu và Trinh cũng phải chờ rất là lâu mới có. Và Trinh tin chắc rằng sau bộ này thì cái đường nếp nhăn trên trán Trinh sẽ mất luôn cả nhà ơi, vì bộ này rất là nhiều dưỡng chất và rất là xịn, từ Hàn Quốc nha cả nhà. Và cái chất của em này Trinh sẽ cho cả nhà xem, đây cả nhà ơi, cái chất của em này khá là lỏng nha, nên bôi lên da là thấm rất là nhanh luôn cả nhà ơi. Các bạn có thể thấy là da Trinh vừa bôi lên là sẽ rất là căng bóng. Đây Trinh sẽ để ra tay cho cả nhà xem cái chất của em này nha các chị em ơi. Cái chất của em này không phải là dạng trắng đục mà là cả chị em có thể thấy là trắng lỏng ạ. Thì khi mà Trinh bôi lên da thì nhìn là căng bóng hơn hẳn cả nhà ơi, và có sức sống hơn hẳn đúng không cả nhà. Đây ạ. Cả nhà ơi, sau cái bước mà sữa rửa mặt á, thì đây chính là cái bước rất là chủ chốt để quyết định rằng là, đây gọi là nước thần mà cả nhà. Thì nước thần này là cái bước quyết định rằng là da của mình có được chữa tất cả các vấn đề về da như là nếp nhăn, rãnh cười, lỗ chân lông to và mụn hay không là ở cái bước này nè. Còn sau cái bước này là kem dưỡng, thì nó là cái bước khóa lại và cái bước cũng rất là quan trọng để mà cái bước này nó không có trôi đi nha cả nhà ơi. Và trong em nước thần này á, nó có chứa chiết xuất từ thiên nhiên như là lá chè nè, rễ cam thảo nha cả nhà, âu và dâu tằm và đồng tripeptide sẽ giúp tái tạo và phục hồi da, cấp ẩm cho mình, là cấp ẩm da từ gốc luôn cả nhà ơi. Đây cả nhà, Trinh sẽ cho cả nhà xem lại, các chị em có thể thấy được là cái chất của nó lỏng như thế này, là trong nha cả nhà chứ không có đặc, nên là nó sẽ thẩm thấu vào trong da của mình rất là nhanh luôn cả nhà ơi. Đây, một lần Trinh dùng á thì Trinh sẽ apply lên chấm 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 trên má nè, rồi trên trán nè, mũi luôn, tất cả luôn cả nhà. Mình sẽ xoa đều nha cả nhà nha. Và trong lúc mình massage thì thường là Trinh sẽ tránh massage đẩy cái da này xuống, thì mình sẽ dễ chảy xệ lắm nha cả nhà. Thì có rất là nhiều anh chị khuyên Trinh là khi massage cũng nâng lên như thế này. Đây là đã giúp mình chống lão hóa rồi nha cả nhà. Nhưng trong cái cách mình massage, nếu mà mình cứ đè xuống như thế này thì nó cũng không có tốt nha cả nhà ơi. Mình phải nâng lên nha cả nhà, nâng lên đó. Đó như thế này, đó cả nhà có thấy không? Hồi nãy da Trinh rửa sữa rửa mặt xong là nó chỉ sạch thôi nha cả nhà. Nhưng mà bây giờ cả nhà có thấy là nó có thêm cái độ bóng không ạ? Vì
chất của em này, cái texture của em này là dạng lỏng, thế nên là nó sẽ thấm vào rất là nhanh. Nhưng mà để hiệu quả thì khi mà mình thoa em này lên da xong á, mình không nên thoa liền cái bước kem dưỡng nha cả nhà, mà mình phải đợi. Đối với Trinh đó là Trinh phải đợi 1 đến 2 phút để cho gió này, máy lạnh này, nó làm khô cái này, thật sự nó thấm cái này đi đã. Còn nếu như vừa thoa cái này xong rồi mình thoa cái kia liền thì nó sẽ hòa quyện vào nhau quá và nó cũng chưa kịp thẩm thấu đó cả nhà ơi. Tác dụng của em nước thần này, nghe tới nước thần này là mình biết là cứu cho làn da của mình từ gốc đến ngọn luôn á cả nhà ơi. Nó rất là quan trọng. Nếu như trong các bước chu trình dưỡng da mà mình rửa sữa rửa mặt xong mà mình đi ngủ thì coi như là mình sẽ rất là nhanh già luôn cả nhà ơi. Tác dụng của em nước thần này là loại bỏ hết những cái dấu hiệu lão hóa cho chị em, như là làn da không đều màu nè, xỉn màu và nếp nhăn sớm cả nhà. Đây là Expert Revitalizing nha cả nhà. Repair and Protect là sửa chữa và bảo vệ, chữa và bảo vệ tất cả những cái vấn đề về da cho mình ở trong tuổi trẻ cũng như là khi lớn tuổi. Nếu mà các anh, các bạn mà đang trẻ tuổi á, giống như Trinh hồi đó, chắc chắn là khi mà nghe nói đến chống lão hóa thôi, không phải là vấn đề của mình thôi, để mẹ mình nghe đi chứ mình nghe làm gì, là sai lầm cả nhà ơi. Đến một ngày tự nhiên á, mình nhướng chân mày lên, trời ơi, mình thấy á, tất cả những cái đường nhăn bắt từ bên đây qua bên đây, bây giờ Trinh nhướng vẫn thấy rồi nè cả nhà ơi. Bà không bao giờ, cái lúc mà Tết á, đầu năm Tết là Trinh cũng không có cái này luôn á cả nhà ơi. Bây giờ là có cách đây 5-6 tháng nè. Nhưng mà rất may là có bộ sản phẩm chuyên về chống lão hóa của La Mercy. Trinh đã dùng được 3 tháng rồi. Và đây là bộ thứ hai Trinh sử dụng và Trinh cũng phải đợi rất là lâu. Mới sử dụng có một bộ thôi mà các chị em yên tâm nha. Là cái đường nếp nhăn của Trinh nó đã còn rất ngắn. Rất ngắn và nó đã mờ đi rất nhiều và nó full đầy rất nhiều. Và Trinh tin chắc rằng chỉ sau một bộ mới này Trinh mới đặt thôi là sẽ mất luôn cả cái đường nếp nhăn này của mình. Và đặc biệt nếu mà các anh chị hay để ý Trinh ở trên mạng thì sẽ thấy Trinh có một cái rãnh cười rất là sâu, là mình sẽ trông rất là già luôn nha cả nhà. Vì vậy nhất định phải bổ sung các sản phẩm chống lão hóa trong chu trình skincare mỗi ngày nha cả nhà ơi. Em nước thần của La Mercy này là Hydro Flute, là đã cháy hàng rất là lâu lắm rồi. Đợt này thì Trinh thấy chị Lý Thùy Trang là chị chủ của Lavender Ba Trang và La Mercy có hàng về là Trinh phải xí ngay. Trinh cũng đã đặt mà ngồi đợi hả cũng phải 1 tháng đó cả nhà ơi. Chắc là lần này Trinh sẽ rút kinh nghiệm cả nhà là đặt 1 lần 2 bộ hoặc là 3 bộ vừa. Trinh nghĩ là cũng sẽ có giá ưu đãi và cũng như là không phải mất thời gian chờ mệt quá cả nhà ơi. Tại vì khi mà chờ như vậy mình không muốn thay thế một sản phẩm nào ở trên thị trường khác á, vì nhiều khi mình thay thế nó hủy hóa hết tất cả những cái công dụng của La Mercy luôn, và có khi nó làm xấu da luôn và chữa lại hả gấp mấy chục lần như vậy nữa. Thế nên là Trinh đành phải đợi, không dưỡng được một cái gì hết, cứ phải chờ. Cho nên là lần này rút kinh nghiệm cả nhà ơi, vì từ Hàn Quốc qua mà, cho nên là Trinh một lần là Trinh sẽ ship sẽ đặt 2-3 bộ luôn cả nhà, xí 2-3 bộ luôn ạ. Sau em nước thần thì chắc chắn là các chị em mà hay chuyên về làm đẹp thì sẽ biết là sữa rửa mặt đầu tiên là làm sạch thôi nha cả nhà. Nhưng đặc biệt là sữa rửa mặt này của La Mercy là có chống lão hóa, giúp cho da không phải là bị kinh kít mà nó sạch đến nỗi mà nó khô da, mà sẽ giữ lại một độ ẩm nhất định để chống lão hóa cho da mình, rất là tuyệt vời nha. Và cái em sữa rửa mặt này tới 150ml Trinh dùng cảm thấy rất là lâu luôn á cả nhà, rất là lâu luôn. Tiếp theo bước thứ hai chắc chắn các chị em sẽ không bao giờ bỏ quên, thường người ta hay sử dụng là toner nước hoa hồng đúng không, nhưng trong chu trình dưỡng da của La Mercy là đặc biệt hơn toner nước hoa hồng cả nhà ơi. Bởi vì nó là những cái tinh túy, thế nên là nước thần nha cả nhà. Và sau em nước thần thần thánh này rồi á, Trinh vừa thoa em nước thần lên, cả nhà có thấy là da Trinh rất là bóng nha cả nhà. Thì mình sau em nước thần là gì các chị ơi? Là chính là một sản phẩm chống lão hóa gấp nhiều lần nữa, đó chính là kem dưỡng nha cả nhà. Kem dưỡng Expert Revitalizing Repair and Protect Anti Wrinkle Cream nha cả nhà. Kem dưỡng Anti Wrinkle Cream nha. Wrinkle có nghĩa là nếp nhăn nè. Đây là kem dưỡng đặc biệt, cái bước mà nước thần này không thể thiếu, nhưng nó sẽ là một bước đệm dành cho em này. Nếu không có bước đệm này á thì nó sẽ vẫn rất là thiếu. Đây là bộ đôi thần thánh phải đi với nhau nha cả nhà ơi. Em này có tác dụng chính là làm căng da, cấp ẩm sâu để cho da mình tươi trẻ hơn, không còn xỉn màu hay khô ráp. Em này còn gọi, hay Trinh hay gọi nó là Botox tươi á cả nhà, và chị Trang cũng hay gọi như vậy. Bởi vì khi mà thoa em này lên á,
Nó cảm giác da mình căng ra giống kiểu như người Hàn Quốc vậy á cả nhà. Nó căng đầy ra thế nên là nhìn mình nó đỡ bị già hơn á cả nhà. Đúng là phải dùng một thời gian thì nó mới thấy là nó luôn giữ cái sự căng như vậy. Nhưng mà lần đầu Trinh nhớ lần đầu mà Trinh thoa là nó đã thấy căng ra rồi. Cái mình nói trời sao giống như đi tiêm Botox quá vậy nè. Giống như mà đi thẩm mỹ viện mà đi tiêm Botox dù Trinh chưa tiêm lần nào nha cả nhà. Nhưng mà nó căng, cái kem này nó gọi là Botox tươi mà cả nhà ơi. Cho nên nó làm cho da mình căng giống như mấy người Hàn Quốc á. Cả nhà có thể thấy là các anh chị Hàn Quốc da lúc nào cũng căng tràn không cả nhà. Nó căng mà nó phồng luôn á. Thì chính là kem này nó sẽ giúp mình như vậy mà không cần phải bỏ tiền đi tiêm Botox nha cả nhà ơi. Bây giờ Trinh sẽ đây cả nhà, ngày nào Trinh cũng sử dụng hết và bây giờ bộ này về rồi là phải khoe với cả nhà ngay cái cách sử dụng của kem này á. Nó cũng không có bình thường như là tất cả các kem khác đâu, nó sẽ rất là đặc biệt cả nhà ơi. Mình sẽ dùng hai ngón tay như thế này và mình bóp xuống một cái thì tinh chất kem nó sẽ đi ra từ cái lỗ giữa này này cả nhà ơi, rất là tinh túy, rất là xịn sò luôn á cả nhà. Sẽ làm cho tránh những cái bụi bẩn nè hay là những cái gì nó của môi trường nó rơi rớt vào trong đây. Cho nên là thiết kế của em Botox tươi kem dưỡng ẩm La Mercy chống lão hóa này rất là đặc biệt, vì khi mình bóp như vậy thì kem dưỡng ẩm của La Mercy mới xịt lên thì mình mới lấy cái tay mình lấy cái tinh chất này mình cho vào da cả nhà ơi. Vì nếu như mà những cái thiết kế thông thường mà mình mở nguyên cái nắp á thì rất là dễ là tay mình dơ hay là những cái mà bụi bẩn, những cái tác nhân của môi trường nó rơi vào thì coi như là hũ kem của mình, các cái kem nó cũng bị hòa lẫn những cái chất dơ của môi trường trong đó. Cho nên cái thiết kế này là phải nói là rất đặc biệt cả nhà ơi. Đây cả nhà có thể thấy là cái chất kem này á, nó sẽ không phải là dạng trong suốt và lỏng như là cái em nước thần của La Mercy nha cả nhà. Nước thần thì phải lỏng nha cả nhà, vì là nước mà để cho nó thẩm thấu vào da một cách tốt nhất. Và đây là cái bước đệm nhưng cũng sẽ rất là quan trọng. Nếu mà cả nhà bỏ cái bước này thì nó cũng sẽ không đạt được hiệu quả nhất. Nhưng Trinh khuyên là chúng ta không nên mua một trong hai đâu cả nhà ơi, vì đây là bộ đôi thần thánh để giúp cho tất cả những người trẻ của chúng ta không già. Và nếu đã lỡ chưa biết đến La Mercy mà đã bị nếp nhăn rồi, lão hóa rồi như có thể mẹ mình, chị mình và kể cả mình luôn á, thì dùng ngay vẫn không hề trễ nha cả nhà. Dùng đúng còn hơn là mình chọn quyết định sai rồi mình tốn tiền nè, rồi mất thời gian rất là nhiều. Da của mình phải chọn đúng sản phẩm uy tín, nhất là của La Mercy, của Lavender Ba Trang, thì mình sẽ khỏe cái làn da mình từ sâu bên trong nha cả nhà ơi. Vì đây là sản phẩm của Hàn Quốc và rất được nhiều chị em tin dùng, mà lúc nào về hàng cũng cháy hết trơn á. Đây là cái bộ thứ hai Trinh đang dùng nè, và trong lúc đợi bộ thứ hai này á, thực sự là rất là ngứa tay luôn, muốn phải thoa cả nhà ơi. Tại vì cảm giác đã make up cả ngày về á mà chỉ mỗi còn sữa rửa mặt nó còn dư ở trong nhà tắm mình thôi, mà thế là tự nhiên rửa mặt xong cái đi ngủ cả nhà, thì cảm giác nó rất là lo lắng cho cái ngày mai luôn á. Nó sẽ cảm giác là mình không có chuẩn bị kỹ càng cho da và da không được khỏe từ bên trong á. Mà nếu như mà Trinh hấp tấp quá mà Trinh chọn sai sản phẩm, trong lúc Trinh chờ sản phẩm của La Mercy về mà Trinh hấp tấp quá, Trinh đi chọn đại, chọn sai sản phẩm trên thị trường các cái, là da của Trinh sẽ xấu và sẽ rất là nhiều khuyết điểm, mà lúc đó lại mắc công mắc tiền đi chữa nữa cả nhà ơi. Cho nên đã tìm được bộ sản phẩm thần thánh của đời mình rồi là cứ trung thành mãi thôi cả nhà ơi. Ôi quay lại với em kem Botox tươi này cả nhà, đây là nước thần nha cả nhà, và sau nước thần phải kèm với em này. Sau nước thần mà đi ngủ luôn thì cũng hiệu quả chứ phải không phải là không, nhưng mà cái hiệu quả nó chưa tuyệt đối cho chúng ta, vì trong cái kem Botox tươi này nó sẽ giúp cho da mặt mình căng bóng mịn mướt như là người Hàn Quốc mà căng bóng, chứ không phải là bóng do đổ dầu. Là da mình nếu mà bóng do đổ dầu thì da mình không khỏe thật đó cả nhà. Còn nếu như mà căng bóng là do da mình đã rất là khỏe mới căng bóng được như người Hàn Quốc nha cả nhà ơi. Vì trong cái em này có kem dưỡng nha cả nhà, chứa dưỡng chất chiết xuất từ rễ cây cam thảo cả nhà ơi. Rồi lá chè nè, rồi đồng trai peptide, rồi nhớ là rất là nhiều thành phần quý hiếm khác nữa. Và đây đều là những thành phần có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, và nó sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ da một cách rất là hoàn hảo cả nhà ơi. Sau cái bước nước thần á thì theo Trinh, kinh nghiệm của Trinh là mình không nên apply cái em này lên liền, mà nó sẽ hòa lẫn, nó sẽ trộn các cái, nó sẽ rất là uổng. Sau nước thần mình nên đợi 2 đến 3 phút thì mình để cho các nước thần nó thẩm thấu sâu vào trong da cái đã. Nó thoáng rồi á
thì Trinh mới cho em này lên. Nãy giờ là chia sẻ với các chị em rồi là da của Trinh là nước thần đã thấm rồi cả nhà ơi. Thì bây giờ tiếp cả nhà, đây cái thiết kế của La Mercy cũng xịn, đẳng cấp lắm cả nhà. Đây xịt lên thì nó mới ra đó. Và mình sẽ cân hiệu chỉnh được cái lượng mà mình lấy để cái tay của mình hay là kể cả những cái chất dơ của môi trường nó không thể lọt vào cái kem dưỡng quý hiếm của mình nha cả nhà ơi. Và sử dụng em này á, là sẽ tăng độ đàn hồi cho da nha cả nhà. Và vì nó tăng cường dưỡng chất collagen nè, elastin nè và acid hyaluronic acid nha cả nhà, và rất là nhiều tinh chất khác, da mình sẽ luôn căng bóng mịn mướt không tì vết luôn cả nhà. Và các nếp nhăn của mình sẽ được kéo ra và sẽ không còn nhìn thấy nếp nhăn ở bất cứ nơi đâu luôn. Cả nhà có thể thấy là trên trán Trinh nè, nó còn cái rãnh nhăn nhỏ nha cả nhà, bây giờ đã ngắn rồi và nó đã mờ hơn rất là nhiều. Thì Trinh sẽ tập trung những cái tinh túy mà giúp làm mất tất cả các nếp nhăn vào trong đây. Cái chỗ nào mà mình cần chữa thì đối với kinh nghiệm của Trinh thì mình nên tập trung ở chỗ đó, và mình không có nên chay ra mà mình nên chấm thôi, để cho nó chữa sâu vào trong những cái nơi mà mình đã bị rãnh cười và đã bị nếp nhăn rồi nha cả nhà. Còn nếu như các bạn trẻ chúng ta chưa bị thì chúng ta cứ thoa một lớp mỏng đều thôi. Còn nếu như Trinh đã bị rồi, hoặc các chị em nào mà đã bị rãnh nhăn rồi á, thì chúng ta nên lấy riêng một lượng và chấm lên chỗ này, và không nên quẹt đi nha cả nhà. Quẹt đi là cũng như không. Chúng ta chấm một lượng và chúng ta cứ để ở đó đó. Chấm một lượng để ở đó để nó trị sâu ở chỗ đó hơn là những vùng da chưa bị nếp nhăn khác nha cả nhà ơi. Và nói chung là chỉ cần sau 2 tuần thôi mọi người ơi, là mọi người sẽ thấy những thay đổi như Trinh nói nha cả nhà. Nếu như ai mà bị gấp như Trinh á, vì là môi trường nghệ thuật cho nên Trinh hay bị tính rất là gấp gáp, là phải thích đẹp liền á cả nhà, thì mình tậu bộ sản phẩm này và đến thẳng Lavender Bai Chang, vì sẽ có những cái dịch vụ giúp cho mình làm giảm tất cả các vết thâm nám nè. Chỉ trong 1-2 buổi thôi là đã thấy hiệu quả rồi, rồi về nhà cộng thêm sử dụng cái này nữa là tuyệt vời luôn. Nhưng chúng ta không có thời gian đến spa, thì Trinh khẳng định với cả nhà chỉ trong 2 tuần thôi với bộ sản phẩm kem dưỡng của La Mercy thì sẽ giúp cho chúng ta hết tất cả các nếp nhăn, rãnh cười, bọng mắt, se khít lỗ chân lông và da căng bóng mịn mướt như là người Hàn Quốc. Sở dĩ gọi cái này là Botox tươi, mọi người biết vì sao không? Như nãy Trinh nói á, vì nó giúp da căng mọng mướt lên rất nhanh, giống như là tiêm Botox ở thẩm mỹ viện vậy đó cả nhà ơi. Nhưng mà thật sự tiêm Botox là hại da nha cả nhà. Sau một thời gian tự nhiên là mặt của mình nó biến dạng nha cả nhà ơi. Cho nên là rất là khuyên mọi người không có nên gọi là tiêm Botox đâu, mà mình nên sử dụng các sản phẩm dưỡng da nào uy tín và nổi tiếng, nhất là La Mercy. Thì mình có một cái làn da như là tiêm Botox, nhưng mà tiêm Botox là chỉ ảo để phòng da của mình thôi nha cả nhà. Còn cái này nó sẽ dưỡng từ bên trong để da thực sự khỏe từ những lớp bên trong ra. Thì sau này khi mà mình có gặp những cái tác nhân của môi trường nữa, thì da mình đã bên trong thực sự khỏe rồi, mình đã được một lớp bảo vệ rồi, thì mình sẽ không bao giờ bị nếp nhăn nữa cả nhà ơi. Dạ, có nhiều chị em thắc mắc là vì sao lại gọi là kem dưỡng này là kem Botox tươi đúng không ạ? Thì Trinh đã giải đáp rồi đó cả nhà ơi. Vì nó sẽ giúp da căng mọng mướt giống như là tiêm Botox vậy đó cả nhà. Dạ rồi, sau cái bước nước thần này, sau cái bước kem dưỡng này, dạ, hình như là nãy giờ Trinh lo mê say quá cả nhà ơi. Không biết là các chị em có thắc mắc nào trong chu trình skincare không, hay là các chị em có bí quyết skincare nào không cả nhà ơi. Và nếu các chị em đã từng dùng một trong bất cứ dòng sản phẩm nào của La Mercy á, thì các chị em chia sẻ cái cảm nhận trải nghiệm nha, để những chị em khác vào trong livestream này có thể biết rõ hơn về thành phần của bộ sản phẩm La Mercy chống lão hóa này nha cả nhà ơi. Đọc cái tên là biết ngay là em này chuyên chống lão hóa luôn. Và các bạn trẻ nghe lão hóa thì đừng nghĩ đó là vấn đề không phải là của mình nha. Vì khi da mình căng bóng mịn mướt giống như tiêm Botox vậy đó cả nhà, da mình căng bóng lên, đầy lên, thì tự nhiên nó sẽ trắng lên một cách rất tự nhiên. Còn nếu như da bạn mà bị lão hóa nè, bị nhăn lại, nhùng lại, thì dù có dưỡng trắng kết máy thì nó cũng chỉ là ảo bên ngoài thôi nha cả nhà ơi. Và khi mà da nhùng lại á,
da bị già nhùng lại thì dù có trắng mà da nó bị thun lại rồi nó bị nhầu á thì nhìn mọi người cũng sẽ phát hiện ra là chúng ta đang già đi nha cả nhà. Và để làm sao chúng ta luôn giữ được nét thanh xuân trẻ trung thì cái da của mình đầu tiên là phải khỏe từ bên trong bằng cách là căng bóng mịn mướt trước cái đã cả nhà ơi, và chữa tất cả các vấn đề về nếp nhăn của chúng ta luôn. Còn chúng ta nếu chưa có nếp nhăn thì chúng ta cũng nên phòng. Và nếu như sử dụng bộ sản phẩm này thì bạn nào chưa có nếp nhăn thì sẽ không xuất hiện nếp nhăn luôn nha cả nhà ơi. Vì vậy nhất định là chị em chúng mình phải bổ sung sản phẩm chống lão hóa trong chu trình skincare mỗi ngày. Em này cháy hàng lâu lắm rồi cả nhà ơi. Đợt này thấy chị Trang có hàng là Trinh phải xí ngay một bộ này cả nhà. Dù chờ đợi lâu đến cỡ nào thì Trinh cũng nhất quyết phải chờ. Các chị em ơi, da dễ kích ứng có dùng được kem Botox không Trinh? Dạ chị ơi, sản phẩm này hoàn toàn là từ thiên nhiên và lành tính, cho nên có thể sử dụng được tất cả các loại da luôn, kể cả da mụn hay da kích ứng nha chị ơi. Dạ, có sản phẩm nào trị thâm không Trinh? Dạ, cảm ơn chị Tâm Hoa rất nhiều ạ. Đúng cái chị đang cần này, chị 58 tuổi rồi, có dùng được sản phẩm này không? Trời ơi chị ơi, 58 tuổi là dùng gấp bộ sản phẩm này của La Mercy. Cái màu này á, cho chúng ta thấy được cái tinh túy về cái việc là chống già cho chúng ta, làm cho các chị em mình sẽ mất đi hết tất cả những cái nếp nhăn trên trán nè, khóe mắt nè, rãnh cười nè. Và khi mà mình càng lớn tuổi các chị em thì da mình cảm thấy là nó không có căng ra mà nó bắt đầu nó thung thung, nó dùng dùng lại đó. Thì chị 58 tuổi chị nên sử dụng luôn ạ. Nên sử dụng càng sớm càng tốt để mà những nếp nhăn đã xuất hiện trên trán và trên khóe mắt của chị sẽ bắt đầu mờ dần nha cả nhà. Sử dụng trong 2 tuần thì sẽ không biến mất hết nếp nhăn đâu. Nhưng mà nó sẽ giống như Trinh nè. Từ cái nếp nhăn trán từ bên đây bắt qua bên đây mà cả nhà thấy là bây giờ nó còn một khúc như đây không? Trinh không ngại show khuyết điểm luôn để cho các chị em phải dùng cái thương hiệu nào mà nó uy tín mà nó nổi tiếng như là La Mercy, để chúng ta đừng có mất tiền đi lầm thẩm mỹ viện hay là mất tiền chọn nhầm cái sản phẩm dưỡng da rồi cuối cùng là tiền mất tật mang nha cả nhà ơi. Và đối với những bạn ở độ tuổi như Trinh thì chống lão hóa là cái việc vô cùng quan trọng nha cả nhà. Mình chỉ cần lơ là một chút xíu thôi là nếp nhăn nó xuất hiện như Trinh nè cả nhà ơi, là rất là lo luôn á cả nhà. Hay là Trinh hay dăng nắng mà không chống nắng như hồi đó nè, thích da ngâm đen nè, là nám sạm sẽ xuất hiện rất là nhanh và trông Trinh già đi rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Vì vậy phải nhất định bổ sung các sản phẩm chống lão hóa trong chu trình skincare mỗi ngày nha cả nhà ơi. Bộ sản phẩm này là cháy hàng lâu lắm rồi á, nên là chị Trang vừa báo có một cái nhưng mà cũng hơi lâu á cả nhà, đợi cũng phải mất một tháng rồi á, và đúng là nó hot thiệt cả nhà ơi. Vì trong tất cả các em này có chứa toàn là thành phần tự nhiên, cho nên các chị đang hỏi là có kích ứng không, các chị yên tâm nha. Toàn là thành phần tự nhiên như là lá chè nè, nhưng mà lại thành phần tự nhiên quý hiếm và khó tìm nha chị ơi. Như là lá chè nè, rễ cây cam thảo nè, rễ cây cam thảo Âu và dâu tầm trắng đồng tripeptide nha cả nhà, sẽ giúp tái tạo làn da và phục hồi da, cấp ẩm cho da của tất cả các chị em mình từ gốc đến ngọn luôn ạ. Và tác dụng của em này là không chỉ loại bỏ dấu hiệu lão hóa sớm đâu ạ, và còn sẽ giúp cho da của chúng ta biến mất tình trạng là không đều màu, xỉn màu, và biến mất tất cả các nếp nhăn sớm luôn. Dạ, các chị em có quan tâm về dạ chị có nám mảng, có kem nào trị được không? Da chị có nám mảng. Chị ơi, em là một người bị nám á chị ơi. Cách đây 3-4 tháng á, vì dăng nắng và vì tính chất công việc thức khuya dậy sớm cho nên không có sử dụng kem chống nắng và thế là bị nám luôn cả nhà ơi. Và bây giờ soi da lần thứ 2 rồi á, sau khi mà sử dụng 1-2 dịch vụ ở sau không 1-2 lần thôi cả nhà, sử dụng dịch vụ ở Lavender Ba Trang và sử dụng bộ sản phẩm này của La Mercy, thì đến lần soi máy thứ 2 là Trinh đã không thấy nếp, không có thấy vết nám ở trên mặt nữa rồi cả nhà, nó còn rất li ti luôn. Cho nên chị hãy an tâm là bộ sản phẩm thần thánh này cho da các bước như là sữa rửa mặt của La Mercy nè, nước thần nè và kem Botox chống lão hóa của La Mercy, và cuối cùng chúng ta sẽ làm một em trắng này nha cả nhà. Thật sự là nếu mà các chị em nào lâu lâu mà giống như Trinh hay đi làm về mệt đó cả nhà, thì Trinh hay sữa rửa mặt trong nhà tắm xong rồi ra ngoài ghế trang điểm là Trinh nước thần và
tiếp đến là kem Botox tôi. Xong rồi Trinh phải đợi cho nó 1-2 phút để nó kem nó thấm vào trong da, cái đã đợi 1-2 phút cái ngủ lúc nào không hay luôn cả nhà ơi. Nên là nếu mà đúng đủ các trong các bước chu trình là không nên thiếu em này cả nhà ơi. Đây là cái bước thứ tư, nhưng là sẽ là cái bước vô cùng quan trọng. Bước cuối cùng trong chu trình skincare buổi tối của Trinh chính là em kem khóa trắng của La Mercy Night Cream nha cả nhà ơi. Có day cream nữa, nhưng cuối cùng buổi tối của Trinh là em này. Các bạn có thấy chu trình của dưỡng da của Trinh đơn giản không? Nhưng mà rất là đầy đủ tất cả các bước nha. Mà toàn là những sản phẩm chất lượng từ thương hiệu uy tín nhất, đó chính là La Mercy nha cả nhà ơi. Và chỉ cần mà các bước này thôi là Trinh chắc chắn là chị em chúng ta sẽ cung cấp rất là đủ các dưỡng chất cho da rồi. Và không cần bôi nhiều thì sẽ giúp chữa trị sâu hơn, nhưng mà cũng không có làm da bị nặng mặt đó cả nhà. Khi mà giữa tất cả ba bước như thế này, là ba bước mà trước khi ngủ của Trinh mà trong phòng make up của Trinh thì Trinh sẽ có ba em này nha cả nhà. Còn đây là trong nhà tắm thì Trinh sẽ rửa mặt thật sạch, rồi sau đó là trước khi đi ngủ là Trinh chỉ cần ba em sản phẩm này thôi là sẽ chứa rất là nhiều thành phần thiên nhiên. Nên là có một chị hỏi là da nhạy cảm có thể sử dụng được không, thì chị yên tâm là làn da nhạy cảm hoàn toàn sử dụng được, vì em này vô cùng đặc biệt. Nó sẽ giúp cho da dưỡng trắng bừng bật tông lên chỉ trong 2 tuần và xóa mờ hết tất cả những cái nếp nhăn rãnh cười nè. Và da chị sẽ căng bóng như là kiểu mình mới đi kim tiêm Botox vậy nha. Cho nên đây là bước là gọi là kem Botox tươi nha cả nhà, thì sẽ giúp cho da của các chị em căng bóng giống như là người Hàn Quốc vậy à. Căng bóng chứ không phải là do da đổ dầu, do là da bị yếu đâu nha cả nhà ơi. Và các loại kem dưỡng khác trên thị trường á thì chỉ làm cho da mình sáng hơn thôi, nhưng mà để da bật một tông phải mất 1-2 tháng á cả nhà, và phải sử dụng đều đặn. Nhưng mà với em ba bước này thì chỉ cần trong 2 tuần thôi là cả nhà đã thấy là da trắng hẳn nha cả nhà ơi. Và thêm một bí quyết của Trinh nữa là nếu mà các chị em mình không có bôi kem ở cổ là sẽ dễ bị thấy da cổ và da mặt đó bị lệch tông hẳn nha cả nhà. Nên là dưỡng cho da mặt thì cũng phải dưỡng cho da cổ luôn nha. Và dưỡng cho da cổ mà nếu mà mình không dưỡng da body thì chắc chắn là mặt và cổ trắng nhưng mà body thì đen nha cả nhà. Và tí nữa thôi Trinh sẽ chia sẻ bí quyết dưỡng da body cho cả nhà nha. Và trong em kem dưỡng trắng da này, đây là La Mercy Night Cream nha cả nhà. Có hai hũ lận, nhưng mà hũ day cream thì Trinh đang để trong phòng make up rồi. Và bây giờ là chu trình của Trinh đó, trước khi Trinh đi ngủ bây giờ cũng đã khuya rồi, thì Trinh chỉ có cần em này thôi. Còn em kia thì Trinh đang để trong, nhưng em kia cũng là một cái hũ màu trắng như em này. Em kia là day cream, còn em này là night cream. Thì đây là bước 1, bước 2 và bước 3 cuối cùng, xong em này là đi ngủ thôi cả nhà ơi. Trong em kem dưỡng trắng này đó, sẽ có lá trà xanh Camellia sinensis nha cả nhà, và cây liên mộc, tinh chất peptide, và đặc biệt là có niacinamide nha cả nhà. Rất là làm trắng tuyệt vời cho chúng ta và làm mờ nhăn rất tốt cả nhà. Ai mà nãy giờ mà đã nghe Trinh nói là xóa nhăn nhưng mà vẫn còn mong muốn là sẽ làm trắng, thì cái tất cả các bước này đều giúp cho mình làm trắng, nhưng tới cái bước này là cái bước làm trắng bật tông luôn cả nhà ơi. Và đây cũng là sản phẩm hot nhà La Mercy, cho nên là cháy hàng liên tục cả nhà ơi. Chị Lý Thùy Trang, chủ La Mercy, mới nhắn Trinh là có hàng một cái là Trinh phải đặt luôn hai lọ này đó cả nhà. Bôi lên một cái là da bật tông trắng luôn và sẽ trắng khỏe mạnh sâu từ bên trong. Đây cả nhà có thể thấy là cái chất kem của em này sẽ đặc một chút xíu vì nó có dưỡng chất làm trắng rất là nhiều, nhưng mà không có lo da bị bí đâu nha cả nhà ơi. Hai em này đều thẩm thấu rất là nhanh và sẽ làm cho da mình căng bóng trắng sáng mịn mướt tức thì luôn sau khi bôi kem Botox tươi chống lão hóa best seller của nhà La Mercy rồi á. Thì chúng ta nên chờ một chút, nói chung là tất cả các bước thì Trinh luôn chờ một chút xíu để cho nó thấm vào cả nhà, không nên vội nha. Và bước này mình chờ 2 phút cho nước thần thẩm thấu vào da rồi, xong là Trinh tới kem Botox tươi để cho da mặt mình căng bóng như người Hàn Quốc luôn, thì căng bóng nó mới trẻ nha cả nhà. Và trong đây cũng chống lão hóa và có làm trắng luôn, nhưng mà để làm trắng tuyệt vời và bật tông thì là em cuối cùng này, La Mercy Night Cream nha cả nhà. Mỗi em thì sẽ có một tác dụng riêng, cho nên khi mà mình kết hợp trong một chu trình như vậy, chu trình skincare nó sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất cho mình. Mỗi một em thì sẽ có một cái
công dụng riêng nhưng mà đều hướng tới việc là xóa nhăn, rãnh cười, bọng mắt nè, se khít lỗ chân lông và đặc biệt là làm trắng bật tông, nhưng mà không phải là trắng ảo mà là trắng khỏe từ bên trong. Và với cái Botox tươi này chúng ta đừng bao giờ đi tiêm Botox hết cả nhà ơi, vì không bao lâu là bắt đầu là ở da của chúng ta chảy xệ là biến chứng của phẫu thuật thẩm mỹ, cho nên đừng bao giờ tiêm Botox, mà chúng ta hãy sử dụng những sản phẩm nào nó uy tín nhất và nó có công dụng và hiệu quả, như là La Mer-C là dòng sản phẩm rất là hiếm hoi để mà có thể giúp cho mình không phải đến thẩm mỹ viện để mà tiêm Botox, để mà che cái khuyết điểm rãnh nhăn của mình, và cũng không phải mất tiền và mất thời gian nhiều mà mình vẫn chữa được những cái khuyết điểm nặng nề nhất cho mình, cho chị mình, cho em mình và đặc biệt là cho mẹ của mình nha cả nhà. Tất cả những vấn đề nặng nề cho da thì Trinh thấy là loanh quanh cũng đi đó, nó là sẽ là những vấn đề mà chúng ta rất là thường gặp, như là nám nè, như là rãnh cười nè, nếp nhăn nè, rồi bọng mắt nè, và đặc biệt là sau khi chữa nếp nhăn rồi mình, cái da của mình nó sẽ dễ bị, qua thời gian mình càng ngày càng lớn tuổi, càng già đi thì da của mình nó càng nhùn nhùn lại cả nhà, thì sẽ làm cho mình nó có vẻ là trông nó hơi gọi là sạm sạm da, giống như là da không căng bóng thì nhìn mình sẽ rất là kiểu mà nó hơi đen đen á cả nhà. Và để cho da mình căng bóng đó chính là kem Botox tươi nha cả nhà ơi. Sau cái bước kem Botox tươi thần thánh này rồi á, thì buổi tối Trinh thoa bôi kem khóa trắng này cả nhà. Đây là La Mer-C Night Cream nha cả nhà. Buổi sáng thì Trinh sẽ bôi em La Mer-C Day Cream, Trinh đang để ở trong phòng ngủ rồi. Và hai sản phẩm này là bộ đôi giúp trắng bật tông cho mình luôn nha. Em night cream này thì tập trung vào khả năng làm trắng mạnh mẽ, do buổi tối thì Trinh đi ngủ thì cũng là lúc mà da của mình sẽ được tái tạo, cho nên dưỡng trắng vào buổi tối là tốt nhất nha cả nhà ơi. Đây, cả nhà có thể thấy là chất của em day cream này nó sẽ tinh túy nhiều dưỡng chất, cho nên nó sẽ đặc hơn là các em trước, để mà nó có thành phần làm trắng cho mình sâu từ bên trong, trắng nhưng mà trắng thật và trắng khỏe nha cả nhà ơi. Và đặc biệt là em này á, là các chị em mà bị da nhạy cảm hay là da mụn yên tâm nha, là vì đây là sản phẩm nổi tiếng, sản phẩm uy tín của La Mer-C, nên là không bao giờ có vụ là làn da bị mụn, thoa lên nó càng mụn nhiều hơn nha cả nhà. Vì những cái thành phần ở trong này á, toàn là từ những thành phần tự nhiên, như là chiết xuất, em này đặc biệt là sẽ có chiết xuất từ bông cải xanh nè, quả việt quất nè, quả mâm xôi nè, rồi lại thêm vitamin C, rồi niacinamide nữa cả nhà ơi, rất là nhiều công dụng tuyệt vời luôn. Rồi lại có thêm vitamin C và niacinamide, đó là những công dụng mà sẽ giúp chúng ta dưỡng trắng rất là sâu từ bên trong, trắng mà trắng khỏe từ bên trong. Và đặc biệt cả nhà nha, không ăn nắng nha cả nhà. Có một vài cái sản phẩm dưỡng trắng da thì khi mà đi ra đường chúng ta sẽ bị táp nắng, vì đó là những sản phẩm trôi nổi, không có uy tín. Nhưng với những sản phẩm làm trắng da như là La Mer-C là số 1 rồi, thì chúng ta càng dưỡng thì sẽ càng bảo vệ và hỗ trợ buổi sáng chống nắng cho mình luôn. Nhưng mà không phải hỗ trợ chống nắng là mình bỏ quên luôn cái kem chống nắng này nha cả nhà. Đây là kem chống nắng của La Mer-C. Dù cho em này có hỗ trợ chống nắng cho mình thì khi ra ngoài đường chúng ta vẫn phải dùng kem chống nắng cả nhà ơi, để nó chống nắng và chống tia UV một cách hoàn hảo nhất, và để như là làm cho tất cả các bước dưỡng da của mình không có bị bỏ phí nha cả nhà ơi. À, Trinh sẽ quên mất lo chia sẻ với cả nhà cái bí quyết dưỡng da, vì thật sự là mỗi một ngày trước khi đi ngủ Trinh hay check inbox lắm, và Trinh nhận được rất là nhiều câu hỏi của các chị em hỏi về là các sản phẩm dưỡng da của Trinh luôn á, và Trinh trả lời không hết cả nhà ơi. Cho nên hôm nay thôi, vừa đi làm về cả ngày nhưng mà vẫn ráng là tắm xong, rửa sữa rửa mặt của La Mer-C ra, rồi chia sẻ từng chu trình cho các chị em mình luôn ạ. À, Trinh đang thấy có chị comment là dùng bộ kem mặt có làm mờ nám được không Trinh? Cả nhà ơi, em kem mặt ngày và đêm của La Mer-C này, cái em màu trắng này là có La Mer-C Day Cream, là Trinh để trong phòng ngủ rồi, vì bây giờ là buổi tối rồi, Trinh để trong đó mất tiêu rồi. Đây là Night Cream nha cả nhà. Đây là kem dưỡng da của La Mer-C vào ban đêm, sẽ có tác dụng làm trắng da rất mạnh mẽ, nhưng mà trắng khỏe từ bên trong nha cả nhà ơi. Da mình mà trắng lên thì tất cả các vết thâm nám và tàn nhang ở trên da cũng sẽ mờ đi, vì mình dưỡng trắng là mình triệt tiêu hết tất cả các sắc tố melanin mà cả nhà ơi. Nhưng mà tuy nhiên
nó chỉ có tác dụng với các vết nám mới, nám mờ thôi. Để hiệu quả hơn thì mình sẽ kết hợp với em kem Botox thần thánh này nha cả nhà. Hai em này phải đi kết hợp với nhau, và kể cả sẽ giúp cho mình bổ sung collagen và elastin cho da nha cả nhà. Làm mờ nám một cách hiệu quả. Rất chị Trinh thấy rất là nhiều các chị comment là làm mờ nám vào đó cũng là vấn đề của đa số tất cả các chị em, và cả con trai cũng bị nám luôn á cả nhà. Mình nhìn bằng mắt thường thấy trắng trắng như vậy thôi cả nhà, áp vào máy soi da mới toàn ra đốm nám không cả nhà ơi. Cho nên là chúng ta phải săn ngay những bộ sản phẩm uy tín về chống nếp nhăn, chữa nếp nhăn và chữa nám, chống nám cho mình luôn nha cả nhà. Và đây là sẽ hỗ trợ tránh nắng cho chúng ta luôn. Nhưng mà không phải vì là hỗ trợ tránh nắng và không có bị ăn nắng mà chúng ta không có tậu cho mình một cái kem chống nắng nha cả nhà. Và kem chống nắng thì Trinh dùng luôn cả bộ của La Mercy để cho nó đạt hiệu quả về da một cách tốt nhất. Còn nếu nám nặng, các chị nào mà nám nặng, nám chân sâu á, thì mình phải can thiệp công nghệ nha các chị ơi. Chứ dùng mỹ phẩm không á, thì cũng chữa được một phần nào các chị. Ví dụ như 10 phần thì nếu như mà các chị nám chân sâu và nám quá nặng rồi á, mà lâu ngày không chữa rồi á, thì bộ sản phẩm này của La Mercy cho nói thật ra là nó có thể chữa được chắc là tầm 5 phần thôi cả nhà ơi. Và chúng ta nên đến các spa uy tín hàng đầu Việt Nam như là Lavender Bai Trang sẽ có những công nghệ và dịch vụ giúp cho chúng ta trị nám dứt hẳn luôn cho các chị em nào mà bị nám chân sâu. Còn nếu như mà bị nám giống Trinh là vừa phát hiện ra hoặc là cũng bị lâu ngày rồi thì chúng ta vẫn cứ sử dụng bộ này cũng sẽ rất là tiết kiệm cho mình nha. Bộ này sẽ dùng rất là lâu á cả nhà ơi. À, và để Trinh đọc comment tiếp cả nhà nha. Bao nhiêu tiền một bộ về em tiếp nữa Trinh sẽ chia sẻ nha cả nhà ơi. Không phải like phát lại nha. Chị Hai ơi, chị đang có nick là chị Hai. Đây là like thật nha cả nhà ơi. Chất kem là dạng gì vậy ạ? À? Dạ, đây, cái nước thần này á sẽ là rất là trong suốt và tinh khiết. Hồi nãy Trinh xịt ra cả nhà có thấy là nó rất là trong, thì sẽ giúp cho mình thấm vào trong da rất là nhanh nha cả nhà. Tiếp theo kem Botox tươi này á thì nó sẽ đặc hơn một chút xíu, và tới cái em làm trắng chuyên sâu này là nó sẽ đặc nhất, nhưng mà nó sẽ không có gây nặng mặt, không gây bết dính cho da cả nhà ơi. Dạ, cả nhà có câu hỏi gì cả nhà cứ comment lên nha. Trinh sẽ trả lời hết tất cả các câu hỏi của chị em ngày hôm nay luôn. Hôm nay là Trinh có một buổi chụp hình từ sáng cho tới 4 giờ chiều á cả nhà ơi. Xong rồi về là vội vàng tắm rồi dùng sữa rửa mặt thôi. Rồi nhờ bé Bông ở cùng với Trinh là phát like lên cả nhà ơi. Vì quá nhận nhiều comment nổ inbox cả nhà về quy trình, chu trình skincare. Nào là có chị em thì hỏi là cái chế độ ăn chay của Trinh như thế nào. Nhưng mà cái câu hỏi Trinh nhận được cũng nhiều không kém, đó chính là chị Trinh dùng sản phẩm dưỡng da gì vậy ạ? À, có một anh comment là một anh chị ta nít, chắc là chị, dùng bộ kem mặt có làm mờ nám được không Trinh? Cả nhà ơi, như Trinh chia sẻ là kem mặt La Mercy Day Cream và Night Cream này có tác dụng làm trắng da đó mọi người ơi. Trắng khỏe từ bên trong, da mình mà trắng lên thì các anh chị em yên tâm luôn là tất cả các vết nám và tàn nhang trên da sẽ mờ đi hết. Như cả nhà có thể thấy nè, là cũng mờ đi hết đúng không cả nhà? Và nó sẽ căng bóng mịn mướt cho mình nha. Và vì là dưỡng trắng nên sẽ cũng triệt tiêu tất cả các hắc sắc tố trên da của mình luôn. Tuy nhiên á, mà nếu như mà các nám mới thì các chị em dùng ngay liền dùm Trinh nha. Còn nếu như nám mà nặng thì mình tới thẳng Lavender Bai Trang là chắc chắn sẽ trị dứt tất cả những vấn đề về nám và tất cả những vấn đề về nám và lão hóa cho mình luôn nha cả nhà. Còn nếu không á, thì cả nhà cứ sử dụng em này, vừa tiết kiệm mà chắc chắn là được hiệu quả rất là cao cả nhà ơi. À, dùng kem dưỡng trắng có bị khô da không Trinh? À, đây sẽ là câu hỏi mà rất là nhiều người cũng muốn biết đúng không ạ? À? Cả nhà rất là quan tâm là sợ là bị khô da và bị nổi mụn đúng không? Không nha mọi người ơi, bộ dưỡng trắng này của La Mercy vừa làm trắng mà vừa cấp ẩm nên không sợ khô da nha anh chị ơi. À, dạ, da mỏng dùng kem dưỡng trắng có sợ bị bào mòn da với bắt nắng không Trinh? Cả nhà ơi, lúc nãy Trinh có chia sẻ là nó hỗ trợ chống nắng cho mình. Nếu như các sản phẩm không uy tín trôi nổi trên thị trường, chắc chắn là bạn dùng bất kỳ cái sản phẩm làm trắng da mặt hay body nào
xong á là sáng hôm sau á mà đi ra nắng á là bị ăn nắng liền, táp nắng liền và bị nám liền luôn. Nhưng với bộ sản phẩm xịn sò của La Mer-C, đẳng cấp của La Mer-C á, thì bạn sẽ yên tâm là có hỗ trợ chống nắng cho mình nha. Khỏe từ bên trong mà, chứ nó không phải là trắng ảo và không có thành phần độc hại, hoàn toàn là lành tính và tất cả các loại da đều có thể sử dụng được. Và kem dưỡng trắng của La Mer-C không phải là kem trộn nha, nên tất cả các chị em là yên tâm và không có bào mòn da nha cả nhà. Trinh không bao giờ sử dụng kem trộn hết, và đây là sản phẩm của La Mer-C là từ Hàn Quốc, cho nên mỗi lần đặt đó là phải đợi từ Hàn Quốc về nên rất là lâu, nên các chị em đừng bao giờ mà sử dụng sản phẩm kem trộn vì nó là trắng ảo, chứ bên trong của nó là yếu ơi là yếu, và không bao lâu là da mình chảy xệ rồi nếp nhăn rồi nám rồi già đi rất là nhiều nha cả nhà ơi. Lúc đó mình có chống có dưỡng cỡ nào đi chăng nữa thì cũng rất là khó. May ra là tới Lavender Bai Trang hoặc là mua cắt tóc ngay em này thì còn có thể cứu được nha các chị em ơi. Dạ, cả nhà có câu hỏi gì cả nhà cứ comment lên cho Trinh nha. Và nếu như mình đã dưỡng đầy đủ chu trình này rồi thì buổi sáng nha cả nhà, mình thức dậy, mình rửa mặt sạch. Trời ơi, nhìn vô kiến cả nhà ơi, là mình sẽ thấy da mình căng bóng giống như người Hàn Quốc. Cả nhà có hay thấy là tại sao các anh chị người Hàn Quốc là da lại căng bóng như vậy? Vì da căng bóng là thể hiện làn da của mình được cấp ẩm, được rất là khỏe và không có nếp nhăn luôn, chứ không phải là mình bị da yếu xong rồi mình đổ dầu nhờn nha cả nhà ơi. Và sau cái bước sữa rửa mặt vào buổi sáng này, buổi sáng là Trinh sẽ dùng sữa rửa mặt của La Mer-C tiếp, và nó cũng có cái công dụng là cấp ẩm và chống lão hóa cho Trinh luôn. Và sau cái bước này thì da Trinh sạch rồi thì Trinh sẽ dùng tiếp tới em này, nhưng mà là day cream nha cả nhà ơi. Trinh đang để ở trong bàn makeup ở trong đó rồi, thì mình tiếp tục bôi lên da để da của mình được nâng tông da nha. Và đặc biệt là em này nó cũng sẽ có cái tác dụng mà làm trắng rất là tuyệt vời cho da cả nhà, se khít lỗ chân lông và căng mịn mướt. Đây cái em bên trong đó là La Mer-C Day Cream, và cái dáng của em nó, cái thiết kế cũng y chang không khác gì hết, chỉ có cái chữ là Day Cream thôi cả nhà ơi. Và Trinh làm biến qua lấy quá cả nhà, vì cái đó sáng mới dùng. Thì sáng thì Trinh cũng sử dụng là sữa rửa mặt nè, xong rồi tới là La Mer-C Day Cream nha cả nhà ơi. Và tiếp tục một cái em nam hay nữ gì, nếu mà chúng ta không có cái này á thì tất cả những cái bước dưỡng tinh túy của sản phẩm La Mer-C sẽ bị không hiệu quả cho chúng ta luôn, và chúng ta sẽ lại mất thời gian và mất tiền tiếp nếu như chúng ta không khóa làn da của chúng ta lại trước khi ra đường bằng kem chống nắng của La Mer-C nha cả nhà ơi. Kem chống nắng của La Mer-C là có SPF 50+ và PA 4+, có khả năng chống lại nắng đến 90% tia UVA và tia UVB luôn cả nhà. Khả năng chống nắng 90% tia UVA và UVB nha cả nhà ơi. Em này rất phù hợp với những người thường xuyên làm việc ở bên ngoài giống như Trinh. Đây cả nhà ơi, cái chất của em nó cả nhà có thể thấy là nó thay cả lớp cushion và lớp nền, rất là tuyệt vời cả nhà ơi. Mình ra nắng mà mình không bôi kem chống nắng thì tất cả những cái bước dưỡng da kia của mình coi như là nó sẽ không có hiệu quả gì hết đó cả nhà. Cho nên là mình phải bảo vệ khóa những cái tinh túy mà mình đã dưỡng vào buổi tối cũng như là buổi sáng bằng kem chống nắng của La Mer-C nha cả nhà. Và cái chất của em này rất đặc biệt mà Trinh rất là thích. Nếu mà không phải đi quay chụp á, Trinh không bao giờ mà dùng cushion, không bao giờ mà dùng cái gì gọi là kem nền hay là kem lót hết. Bởi vì kem chống nắng này của La Mer-C á, cái nền của nó, cái texture của nó cả nhà có thể thấy đây là nó màu hồng nhẹ nhẹ, nó sẽ hồng vàng nhẹ nhẹ, thì khi thoa lên da như vậy á, nó sẽ như là một lớp kem lót, hoặc là mình cũng có thể gọi là cushion đó cả nhà. Nó rất là nhiều công dụng luôn nha. Một em này vừa chống nắng nè, vừa che khuyết điểm nè cả nhà ơi, và vừa giúp dưỡng da cho mình nữa. Đặc biệt là tất cả các nếp nhăn á, là chắc chắn là khi về lớn tuổi là sẽ rất là nhiều tình trạng da sẽ xảy ra như nếp nhăn các cái như mình nói á. Nhưng nếu như mình sử dụng sản phẩm không đúng á, thì thậm chí là nó còn bị ung thư da nữa nha cả nhà ơi. Và mình phải sử dụng những sản phẩm đúng để da không bị cháy nắng mà còn mất hết tất cả những cái vấn đề về thâm nám cho da mình luôn nha cả nhà. Trong kem chống nắng này có SPF 50+ và PA 4+, và khả năng chống nắng lên đến
90% đó cả nhà ơi, chống được cả tia UVA và UVB cho mình nè. Em này rất là phù hợp với những người mà thường xuyên phải làm việc ngoài trời như Trinh á. Nhưng mà cả nhà ơi, chúng ta đừng có thoa kem chống nắng xong chúng ta chạy ào ra ngoài đường liền nha, là nó sẽ chưa phát huy công dụng được kịp đâu ạ. Mà chúng ta thoa kem chống nắng xong, chúng ta vẫn phải đợi 15 đến 20 phút hãy đi ra đường. Cho nên trước khi mà đi ra đường thì các chị em nên thoa kem chống nắng 15 đến 20 phút là ít nhất trước khi ra đường nha cả nhà ơi. À, cả nhà hình như là đang quan tâm đến đến cái kem dưỡng da day cream rất là nhiều đúng không ạ? Trời, nãy giờ Trinh làm biến chạy vô lấy cả nhà ơi. Thôi nhưng thôi, Trinh sẽ nhờ bé lấy Bông lấy giúp chị cái day cream nha. Bây giờ sẵn thời gian Trinh dành nguyên cả buổi tối ngày hôm nay rồi, cho nên là Trinh sẽ chia sẻ tiếp cả nhà ơi. Đây là kem dưỡng trắng da day cream nha cả nhà. Kem này cũng chiết xuất toàn là thành phần tự nhiên quý hiếm như là bông cải xanh nè, rồi quả việt quất nè, rồi quả mâm xôi cả nhà ơi. Mà đặc biệt là lại có thêm vitamin C nè và niacinamide nha cả nhà ơi. Rất là nhiều thành phần quý hiếm luôn, mà có tới 50ml thì nó sẽ sử dụng được rất là lâu nha cả nhà. Đặc biệt á, là kem dưỡng ban ngày Lamacy Day Cream này á, còn giúp cho làn da của mình trắng bật, tông luôn đều màu và sẽ thay thế lớp kem lót luôn á cả nhà. Mình sẽ sử dụng sau cái bước sữa rửa mặt là mình sẽ sử dụng là kem dưỡng trắng da Day Cream của Lamacy nha. Rồi sau đó cái bước thứ ba là mình nên khóa. Đây cũng có cái tác dụng là chống nắng ở cả nhà, nhưng với ánh nắng của khí hậu Việt Nam mình thì nó rất là mạnh mẽ, cho nên chúng ta phải nên tậu thêm cho mình một em kem chống nắng của Lamacy thì nó sẽ chống nắng một cách tối đa mạnh mẽ và chắc chắn là mình không có bị tia UVA, UVB, tia cực tím để mà gây ra những cái vấn đề về da khó chịu như là nám sẽ rất là khó trị nha cả nhà. Tất cả những cái sản phẩm của Lamacy đều chú trọng về làm trắng khỏe từ bên trong, xóa hết tất cả nếp nhăn và sạm nám cho mình và sẽ lấp đầy những cái rãnh cười bọng mắt, giúp cho da mình căng bóng như là người Hàn Quốc, như là kiểu tiêm Botox gì với cả nhà, giống như là vào thẩm mỹ viện mà tiêm Botox vậy, nhưng không cần phải làm cái phương pháp đó, không hiệu quả và cũng như là rất là nguy hiểm và rất tốn tiền, mất thời gian và cũng rất là đau nữa. Chỉ cần một lọ Botox tươi này thôi nha cả nhà, và tất cả các bộ sản phẩm này nếu mà được kết hợp cùng với nhau sẽ đưa đến một cái công dụng tuyệt vời nhất cho làn da, chữa hết tất cả các vấn đề về da cả nhà ơi. Vì đến tuổi này thì Trinh mới cảm nhận được những vấn đề về da của người lớn cả nhà, còn lúc trẻ mình thông dong lắm cả nhà ơi, mình ỷ y lắm luôn ạ. Đến khi mà một ngày nào đó tất cả những vấn đề về da nó ập tới thì mình mới hiểu được là cái dưỡng da nó quan trọng như thế nào. Cho nên các bạn trẻ mà chưa xuất hiện những cái vấn đề như là lỗ chân lông hay là mụn hay là nếp nhăn hay là rãnh cười á, thì và kể cả nhất là nám luôn, thì cũng nên dùng những sản phẩm tinh túy như thế này để chống luôn cả nhà ơi, để chúng ta không có bị những vấn đề đó. Đặc biệt là tất cả những sản phẩm này đều nâng tông, giúp cho mình trắng rất là nhiều, bật tông trắng hồng, trắng khỏe từ bên trong cả nhà ơi. Ngoài làm trắng thì còn có những cái công dụng chống lão hóa, chống già một cách rất là tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Cho nên là chúng ta muốn trắng bật tông mà khỏe và da đều màu á, thì hãy nên dùng trọn bộ sản phẩm của Lamacy nha. Đây cả nhà có thể thấy là sau lớp kem dưỡng ban đêm á, thì da mặt của Trinh á, trắng nè và căng mịn mướt rất là nhiều và không có cảm giác nặng mặt gì cả nhà ơi. Dạ, dùng kem dưỡng này có bị khô da không? Không nha chị ơi, vì mỗi sản phẩm của Lamacy đều có cái chất mà cấp ẩm cho mình rất là tốt ạ. Bộ dưỡng dạ, da mỏng dùng kem dưỡng trắng có sợ bị bào mòn da với bắt nắng không chị Trinh? Cả nhà ơi, kem dưỡng trắng của Lamacy không phải là kem trộn, cho nên các chị yên tâm là không sợ bị bào mòn da đâu, mà nó sẽ khỏe từ bên trong nha cả nhà ơi. Nó khỏe từ bên trong thì Trinh mới xài, chứ bây giờ Trinh rất là sợ các sản phẩm trôi nổi trên thị trường nó trắng ảo vài ngày, tới khi buông nó ra một cái là cái da sệ và da hở lão hóa rất là xấu luôn nha cả nhà. À, dạ các chị ơi, các chị có những câu hỏi nào về bí quyết làm đẹp hay là thắc mắc về bộ sản phẩm dưỡng da mặt
thần thánh của La Mercy. Các chị hãy inbox hoặc là comment cho em nha, em sẽ trả lời hết luôn ạ. Em cảm ơn chị Dung Mai rất nhiều ạ. Trinh chỉ cách dùng nước thần đi Trinh. Chị Thùy Bằng ơi, nước thần này sẽ thay thế cái bước mà nước hoa hồng toner cả nhà. Gọi là nước thần thì nó tinh túy và nó có những cái công dụng tuyệt vời gấp rất nhiều lần nước hoa hồng nha cả nhà ơi. Sau cái sữa rửa mặt thì chị em mình sẽ sử dụng tới nước thần liền nha cả nhà. Và em này á, Trinh sử dụng rất là lâu luôn á cả nhà. Trinh thấy nó là 50g nè cả nhà ơi. Nước thần của La Mercy là cái bước đệm để mà chúng ta dưỡng tiếp cái Botox tươi nha cả nhà ơi. Và trong em nước thần này á, thì có chứa rất là nhiều các tinh chất từ thiên nhiên quý giá như là chiết xuất lá chè nè, rễ cây cam thảo Âu nè, dâu tầm trắng nè, rồi đồng tripeptide nè, sẽ giúp tái tạo và phục hồi cấp ẩm cho làn da từ gốc sau khi chị dùng sữa rửa mặt. Em không biết là chị sử dụng sữa rửa mặt nào, nhưng nếu kết hợp với sữa rửa mặt của La Mercy có công dụng chống lão hóa, sẽ càng giúp cho em này phát triển tối ưu về mặt chống lão hóa và làm trắng, xóa mờ, xóa nhăn cho mình nha cả nhà ơi. Sau cái sữa rửa mặt này, chúng ta đã có một cái mặt có độ ẩm nhưng mà nó không bị khô kinh kít, nó vẫn sạch nhưng có giữ được độ ẩm. Rồi sau đó chị Thùy Bằng sẽ sử dụng nước thần này giúp Trinh nha. Trinh sẽ thử lại cho chị xem cái đó, nước thần này nó không phải là lỏng lẻo luôn, bởi vì nó có rất là nhiều dưỡng chất, cho nên là nó sẽ trong suốt và nó sẽ giúp cho làn da mất hết tất cả những vấn đề về da, như là da không đều màu, xỉn màu hay các nếp nhăn sớm nè, loại bỏ hết những cái điều đó cho chị em mình luôn. Thì sau cái sữa rửa mặt là da của chị sạch rồi, thì chị tiếp tục sẽ apply cái em nước thần này lên da, thì chị sẽ cảm giác rất là mang mát cả nhà. Trinh mỗi khi Trinh dùng nước thần này xong á, quạt hay là máy lạnh thổi vào, trời ơi nó bừng sáng mà nó kiểu mà nó đã sau một ngày làm việc, cảm thấy giống như là tất cả những cái lỗ chân lông của mình á, nó được thông thoáng một cách tuyệt đối, và những cái dưỡng chất này nó len lỏi sâu bên trong cái lỗ chân lông của mình, vì lỗ chân lông của mình đã được làm sạch bằng sữa rửa mặt của La Mercy, cho nên nó đã loại bỏ hết tất cả những cái bụi bẩn và dầu thừa rồi. Cho nên là những cái mà tinh túy của nước thần nó sẽ len lỏi vào trong lỗ chân lông của Trinh, và nó sẽ giúp cho cấp ẩm này, cân bằng độ pH cho da này, rồi sẽ giúp cho da của mình trắng sáng hơn. Đặc biệt là nó sẽ là cái bước đệm xóa bỏ tất cả các nếp nhăn ở trên trán của Trinh luôn, rảnh cười và bọng mắt nha cả nhà. Và nếu như mình có mụn hay là mình có lỗ chân lông to thì nó cũng sẽ giúp làm giảm mụn, giảm lỗ chân lông rất là nhiều. Nên tất cả các anh chị em, các bạn nào mà bị mụn hay là da nhạy cảm, hoàn toàn là có thể yên tâm sử dụng tất cả các bước của La Mercy, bởi vì hợp với tất cả các làn da nha chị em ơi, kể cả làn da nhạy cảm ạ. Bôi kem ngày xong có cần bôi kem chống nắng nữa không? Ôi đây là câu hỏi hay nha chị ơi. Bởi vì kem ngày của La Mercy Day Cream này có khả năng chống nắng, nhưng mà theo Trinh là chúng ta không nên ỷ y nha cả nhà, vì khả năng chống nắng tuyệt đối cỡ nào thì cũng nên khóa lại bằng một sản phẩm chuyên trị tất cả các tia UVA, UVB và có cái SPF 50+ và PA+ nha cả nhà ơi, sẽ chống nắng một cách tuyệt đối luôn, vì ánh nắng thực sự nó là tác nhân gây cho da của chúng ta bị già nè, bị lão hóa nè, bị nếp nhăn nè, rồi cộng thêm sinh mụn nữa. Nhưng nếu chỉ dùng day cream này thì cũng chống nắng cho chị em mình rồi, nhưng nó chống nắng được phần nào thôi cả nhà, ví dụ 10 phần thì chắc 2-3 phần đó cả nhà ơi, vì trong công dụng của em này á, thì nó giúp làm nâng tông da và nó không thấm nước nữa, dù đổ mồ hôi cũng không có lo là mình sẽ bị trôi kem chống nắng này nha cả nhà. Kem chống nắng này á, dù đổ mồ hôi cũng không có trôi kem chống nắng, cho nên là kể cả những bạn mà hay thích các hoạt động thể thao như là Trinh hay đi bơi nè, hay là tập gym đi, cái em này nó sẽ không có bị trôi nếu như chúng ta bơi ở dưới nước hay là chúng ta đi tắm biển nha cả nhà. Nhưng mà đừng có thoa xong rồi nhảy xuống hồ bơi hay là nhảy xuống biển liền nha, là nó trôi thật cả nhà ơi. Mình thoa xong mình để tầm 20 phút để cho nó thấm vào da một cách tuyệt đối đã, thì
Khi mà chúng ta bơi hoặc là chúng ta tắm biển hoặc là cả khi tập luyện mồ hôi ra thì nó cũng sẽ không có trôi nha, vì nó không thấm nước cả nhà ơi. Trong kem chống nắng này là có SPF 50 cộng và PA 4 cộng và khả năng chống nắng 90% tia UVA và tia UVB. Em này rất là phù hợp cho những người thường xuyên mà làm việc như Trinh đó cả nhà. Và trước khi mà Trinh đến make up khi đi sự kiện á, là các bước dưỡng da của Trinh cũng phải là đầy đủ. Sữa rửa mặt nè là ở nhà nha cả nhà. Rồi kem dưỡng day cream của La Mercy để giúp cho da mình trắng bật tông nè, căng mịn mướt nè, và giúp hỗ trợ chữa tất cả các những vấn đề về da như là thâm nám nè, nếp nhăn nè, và giúp tăng độ đàn hồi cho da. Và nó có một, đây Trinh sẽ đưa cái chất này cho em cả nhà xem, cả nhà cũng đang hỏi cái chất này rất là nhiều. Đây cả nhà ơi, nó màu trắng, hơi đặc một chút xíu, nhưng cả nhà yên tâm là thoa lên nó vẫn không có làm nặng da. Trinh không thể test được, bởi vì hiện đây là Trinh đã xong tất cả các chu trình về mặt rồi. Trinh sẽ test trên tay cái em day cream này cho cả nhà xem nha. Nó thấm vào trong da rất là nhanh luôn cả nhà ơi. Đồng thời mà các bạn nữ nào mà muốn da mình xuất hiện trước mọi người mà kiểu mà trắng mà nó không có bị vân, mà nó không có bị mốc á, thì đây chính là cái lớp kem lót tuyệt vời cho chúng ta luôn. Chúng ta sẽ có một cái làn da trắng căng mịn mướt chỉ với dùng La Mercy Day Cream kem dưỡng 3 ngày thôi cả nhà ơi. Vừa trắng, vừa chống oxy hóa và bảo vệ da luôn. Và cũng toàn là chiết xuất tự nhiên như là bông cải xanh cả nhà ơi. Và Việt Quốc nha cả nhà, quả mâm xôi nè, lại có thêm vitamin C nè cả nhà, và niacinamide nha cả nhà. Đó là những cái chất tuyệt vời và tinh túy sẽ giúp dưỡng trắng và hỗ trợ chống nắng nha. Nhưng đừng nghe hỗ trợ chống nắng xong là không có chống nắng bằng em này thì nó hơi nguy hiểm nha cả nhà. Nếu ví dụ như dùng em này không á, mà chúng ta ở nhà thì sẽ chống được những cái tia nắng len lỏi vào bên trong. Ví dụ như là các chuyên gia có khuyên là dù ở nhà mình cũng nên dùng kem chống nắng, đúng không? Vì nó vẫn là ánh sáng của đèn chiếu vào này, hay là tia nắng len lỏi ở một góc vườn hay là một ban công nào vẫn len lỏi vào trong da được. Thế nên là chúng ta sẽ dùng em này thôi cũng được ở nhà nha. Nếu mà ở nhà thì có thể là Trinh chỉ dùng hai bước này thôi: sữa rửa mặt và một em kem dưỡng trắng da ban ngày day cream của La Mercy, vì nó có chống nắng nhẹ nhẹ thì sẽ chống được cho mình các cái ánh nắng của đèn nè, hay là ánh nắng len lỏi của ban công hay là cửa sổ. Nhưng mà nếu ra ngoài đường mà chúng ta ỷ y là cái chống nắng này nó bảo vệ tuyệt đối khỏi tia UVA, tia UVB và tia cực tím rất là gay gắt của khí hậu Việt Nam, là thật sự rất là sai lầm trầm trọng nha cả nhà. Mà chúng ta phải thêm cái bước này là cái bước thứ ba. Nếu như ra ngoài đường thì thêm một em này giúp Trinh nha. Trước khi chúng ta make up cũng vậy nha cả nhà. Trước khi Trinh đến cửa hàng make up của anh Hy Won á, là Trinh phải sử dụng thêm một em này nữa nha cả nhà, trước khi đánh nền. Vì cái kem nền nó đâu có chất chống nắng đâu cả nhà. Xong rồi mình đưa mặt mình ra ánh nắng để mà mình quay chụp ở ngoài trời là coi như là về là tất cả những cái bước tinh túy của La Mercy á, là coi như là tan thành mây khói luôn. Cho nên á, là trước khi mà đi make up để chụp bộ ảnh ngoài trời thì Trinh phải đều có em này. Và đặc biệt là tất cả những sản phẩm của La Mercy, khi mà mình đánh nền nè, kem nền nè, rồi phấn nền, rồi phấn phủ, nó không có bị không ăn da cả nhà ơi. Dù có đánh kem day cream, kem dưỡng ban ngày và kem chống nắng trước khi make up thì vẫn ăn vào da rất là nhiều luôn, mà chúng ta không có bị tình trạng là không ăn phấn nền nha. Nó rất là ăn kem nền và phấn nền, nên các chị em mà hay có tính chất công việc là make up như Trinh á, cũng yên tâm là khi mà mình dùng kem dưỡng da ban ngày của La Mercy Day Cream rồi sau đó đợi 20 phút cho thấm vào da rồi tiếp tục dùng đến kem chống nắng này là bộ đôi bảo vệ hoàn hảo cho chúng ta khi ra ngoài đường không có bị đen, không có bị nám, và kể cả là mình có những cái chất tinh túy để mà chống già, chống nhăn, chống lão hóa và căng mịn mướt trắng nâng tông cho chúng ta nha cả nhà ơi. Và sau đó thì nếu chúng ta make up lên là sẽ có bước là kem nền nè, rồi phấn nền, phấn phủ, đúng không? Thì chúng ta rất là ăn make up luôn cả nhà, yên tâm nha. Ai mà có tính, chị em nào mà có tính chất công việc mà phải make up như Trinh á thì hãy yên tâm, đây là những thành phần chăm sóc da, dưỡng da, nhưng mà nó không làm cho mình bị mốc nền, không ăn nền, mà cái này nó thẩm thấu vào trong da của mình rất là nhanh luôn. Và đến khi mình đánh nền, đánh phấn nền thì nó rất là ăn luôn cả nhà ơi. Và điều đặc biệt là mình an tâm rằng là mình có hoạt động ngoài trời đến như thế nào thì cũng không bao giờ mà bị nám cả, với
khi mà mình sở hữu cái những cái bước dưỡng da tinh túy và thần thánh này của La Mercy nha cả nhà ơi. Các anh chị ơi, dạ bao nhiêu tiền một bộ? Phục chị Phùng Kim Oanh, da đẹp nè con gái. Dạ con cảm ơn cô rất nhiều ạ. À, da chị đẹp xỉu, chị cảm ơn em rất nhiều. Da khô xài hộp không trinh, chị Ngọc Nguyên. Da khô là đây là một cái sự lựa chọn hoàn hảo cả nhà ơi. Vì kể cả sữa rửa mặt còn cung cấp những cái thành phần giúp cấp ẩm cho da mà. Có những cái sữa rửa mặt mà nó không có xịn ấy, cả nhà, rửa xong á, chỗ nó sạch kinh kít mà nó sạch đến mức mà khô da luôn cả nhà ơi. Và có khi là sẽ kích ứng da luôn. Nhưng với sữa rửa mặt này có cấp ẩm cho da và chữa trị tất cả những cái nếp nhăn cho mình, thì chị hãy yên tâm là những cái thành phần dưỡng da tiếp theo như là nước thần nè, rồi kem ủ Botox tươi và tới kem dưỡng da ban đêm của La Mercy Night Cream, thì trong tất cả những sản phẩm này đều có những cái thành phần cấp ẩm cho da thì mới giúp cho da mình căng bóng mịn mướt được chị nha. Rồi sau đó là nâng tông trắng da mà trắng khỏe từ bên trong rất là nhiều, và chữa hết tất cả những cái vấn đề về da cho chị em mình luôn, như là lỗ chân lông to này, như là mụn này, như là nếp nhăn, rãnh cười và quầng thâm mắt nha cả nhà. Gương mặt ai mà mệt mỏi thiếu sức sống á, thì yên tâm là chỉ dùng La Mercy tầm vài ngày thôi là Trinh nói sẽ biến mất hết tất cả những cái vấn đề về da đó cho chị em mình luôn. Và nếu như mà các chị em mà lựa chọn từ ban đầu á, cái bộ sản phẩm uy tín như là La Mercy, thì chúng ta sẽ không phải mất thời gian nè, mất nhiều tiền, tiền mất tật mang cả nhà ơi. Và khi đó thì cái da mình nó đã rất là tệ và chúng ta thực sự là rất khó chữa trị nha cả nhà. Nên những ai mà đang sử dụng những sản phẩm không uy tín hay là hơi ảo á, thì chúng ta nên chọn những cái sản phẩm uy tín từ Hàn Quốc nha cả nhà. La Mercy là một sản phẩm rất là uy tín và nổi tiếng tại Hàn Quốc. Dạ, trời ơi, cả nhà comment là muốn Trinh chia sẻ tiếp về da body ạ. Trời ơi, ok cả nhà luôn. Trinh định là bật livestream để chia sẻ với cả nhà skincare, routine skincare về da mặt thôi cả nhà ơi. Nhưng mà da body Trinh cũng có bí quyết nha cả nhà. Là lúc nãy ở trong toilet á, thì trong phòng tắm á, thì cái bước đầu tiên của Trinh luôn là em này cả nhà ơi. Bước đầu tiên của Trinh là tẩy da chết nha cả nhà. Tẩy tế bào chết. Đây ạ. Body peeling, nhưng em này không sử dụng mỗi ngày nha cả nhà ơi, vì tẩy tế bào chết thì mình chỉ sử dụng một tuần một, hoặc là cao lắm mình có thời gian thêm thì là hai lần cũng được đó cả nhà. Em La Mercy Body Peeling này nè là có cái thành phần là green tea, là trà xanh nha cả nhà ơi, rất là tuyệt vời luôn, cung cấp rất là nhiều vitamin cho mình, sẽ tẩy da chết body cho mình. Một tuần thì chị em nên sử dụng hai lần nha cả nhà, tẩy da chết body. Chị em nào mà thấy da sần sùi hay là bị viêm lỗ chân lông á, thì nên chú trọng việc tẩy da chết body nha cả nhà ơi. Cũng giống như da mặt của mình á, mình hay tẩy tế bào chết da mặt nè, thì da body của mình cũng có rất là nhiều cái dơ từ môi trường á cả nhà. Mình nhìn mắt thường có thể không thấy, nhưng mà cả nhà nếu mà tinh tế mà để ý hơn á, khi mình rờ vào nó hơi rít rít và nó hơi sần sùi, thì cả nhà biết được rằng là mồ hôi nè, bụi bẩn nè, rồi những cái chất dơ từ môi trường nó sẽ bám vào. Và nếu như mình chỉ sử dụng như hồi xưa tới giờ là sử dụng sữa tắm không á cả nhà, thì nó chỉ sạch ảo từ bên ngoài thôi, nó sạch một phần nào đó thôi nha cả nhà, nên nó không thể nào mà sạch hết tất cả những cái bụi bẩn tích tụ sâu trong lỗ chân lông mà không được đào thải đâu. Và chỉ duy nhất là chúng ta sử dụng La Mercy Body Peeling, là tẩy tế bào chết body này, thì tất cả những cái mà vết sần sùi của da sẽ biến mất hết và trả lại cho chị em chúng ta một làn da mịn mướt nè, sạch sâu bên trong lỗ chân lông. Mà chị em nào mà viêm lỗ chân lông nhẹ thì dùng em tẩy tế bào chết này là xuất sắc luôn cả nhà ơi, hết viêm lỗ chân lông luôn nha ạ. Và tiếp theo á, thì là sẽ là những cái bước chăm sóc da rất là chuyên sâu. Nhưng mà Trinh thấy rằng là chúng ta hay dễ bỏ quên cái việc mà tẩy tế bào chết body á, chỉ toàn là về nhà xong rồi dùng sữa tắm thôi ạ. Đặc biệt là các anh nam luôn á ạ. Và các bạn nữ nếu mà chưa quan tâm đến làn da của mình lắm á, thì cũng như vậy, cũng toàn là sử dụng sữa tắm là xong. Nhưng mà chị em ơi,
chúng ta sẽ có rất là nhiều tác nhân từ môi trường như là bụi bẩn hay là keo này, hoặc là nói chung là môi trường sẽ có rất là nhiều chất dơ nha cả nhà. Bám sâu bên trong lỗ chân lông thì da mình rất là rít luôn á cả nhà ơi. Thì lúc đó sữa tắm không bao giờ mà làm sạch sâu bên trong lỗ chân lông được. Thì cái em tẩy tế bào chết của La Mercy này, Body Peeling, La Mercy Body Peeling với thành phần là green tea, là trà xanh nha cả nhà, sẽ giúp lấy hết tất cả bụi bẩn và da chết tích tụ sâu bên trong lỗ chân lông mà không được đào thải nha. Mình dưỡng da cũng khó trắng mà sờ da thì thấy khô sần, không được mướt mịn. Cho nên là cả nhà cứ sử dụng em này để cho những cái bước như là bước body lotion nè. Nếu mà các chị em mua body lotion để dưỡng trắng da mà sâu bên trong lỗ chân lông của mình á, không được đào thải và không được tẩy tế bào chết cũng như các bụi bẩn và dầu nhờn tích tụ sâu bên trong lỗ chân lông được khô thoáng, thì làm sao mà những dưỡng chất của các bước này nó sẽ thấm sâu vào trong da đây các chị em ơi. Đây nha cả nhà, đây là chu trình routine skincare body của Trinh. Đầu tiên là tẩy da chết, La Mercy Body Peeling ạ. Tiếp theo là Body In Shower, có nghĩa là sữa tắm nha cả nhà. Và tiếp đến là Body Lotion. Cái này là Trinh dùng hơi nhiều cho nên nó còn có chắc tầm như đây nữa. Cầm lên một cái là nhẹ hều liền cả nhà ơi. Và vừa rồi trong nhà tắm á, thì cả nhà xem đây ạ. Da của Trinh rất là trắng đúng không? Vì Trinh đã làm hết tất cả các bước này trong nhà tắm rồi cả nhà ơi. Là Trinh về nhà một cái là Trinh tẩy tế bào chết body liền cả nhà ơi, để lấy hết tất cả những cái bụi bẩn nè, dầu nhờn nè, và những cái chất từ môi trường rất dơ nó bám sâu vào trong lỗ chân lông. Thế nên là da của mình rời vô nó cứ nhám nhám và nó rít rít á, thì cái em này sẽ làm sạch sâu trong từng lỗ chân lông của mình nha cả nhà. Và khi mỗi lần mà tẩy tế bào chết xong cả nhà ơi, một cảm giác đầu tiên của Trinh phải nói rằng là khi mà sờ lên da, trời nó tuột vậy luôn nè cả nhà. Rờ lên nó tuột tay mình xuống luôn. Nó giống như là da của em bé vậy đó cả nhà ơi. Thích lắm luôn ạ. Còn nếu như mà các chị em và các anh nào cứ nghĩ là sữa tắm là body in shower này là sẽ sạch là không có nha cả nhà ơi. Nó sạch một phần nào thôi. Còn sâu bên trong lỗ chân lông là mình phải sử dụng sản phẩm chuyên sâu là body peeling của La Mercy nha cả nhà. Thì sẽ tẩy tế bào chết của body. Và tin vui là chị em nào mà đang viêm lỗ chân lông á, thì cứ sử dụng sản phẩm tẩy da chết body đi. Nó sẽ lấy hết tất cả những cái tế bào cằn cỗi chết và tất cả những cái chất dơ từ môi trường. Cộng nhiên cả nhà có thể suy ra được là da mình ngày nóng đổ mồ hôi đúng không? Thì chắc chắn là những cái cặn bã dơ, bụi, đất bám vào cộng với mồ hôi, cái da mình nó rất là rít. Thì bây giờ mình có dưỡng những cái tinh túy dưỡng trắng da body lotion để giúp làm trắng và giúp khỏe da, làm sao mà nó len lỏi được những cái tinh túy quý hiếm và tự nhiên đó sâu vào trong da được, nếu mà cái lỗ chân lông của mình bị tắc nghẽn do bụi bẩn và những cái chất dơ, đất cát các cái cả nhà. Thì không thể nào mà mình không mua body peeling đâu cả nhà ơi. Đây là cái bước không phải sử dụng mỗi ngày nhưng không được thiếu nha cả nhà. Một tuần hai lần nha cả nhà ơi. Và sau đó thì mình sẽ dùng sữa tắm. Cái này thì không cần phải giới thiệu đúng không cả nhà. Cái này là mình sử dụng quá quen thuộc rồi cả nhà ơi. Ngày nào mình cũng sử dụng sữa tắm hết. Có thể là mình rảnh thì mình sử dụng hai lần sáng trưa nha cả nhà. Tắm bằng em này á, xong sờ vào trong da là thấy mướt miệng, thích dã man cả nhà ơi. Bởi vì em sữa tắm của La Mercy này á, có rất là nhiều thành phần như là vitamin A này, C này, E này, và đặc biệt là collagen. Nghe collagen là biết ngay là sẽ giúp cho chúng ta có làn da đàn hồi và căng mịn mướt và chống già cho body của chúng ta nha cả nhà. Và tất cả các vitamin A, C, E đó sẽ giúp dưỡng trắng sâu từ bên trong da body của mình nha cả nhà. Nhưng mà nếu như thực sự là các công dụng sữa tắm trên thị trường nó chỉ là làm sạch thông thường thôi, nhưng với em sữa tắm của La Mercy này á, thì nó còn có những cái vitamin A, E, C nè, và những cái thành phần như niacinamide nè, sẽ giúp cho mình dưỡng trắng ngay cả trong khi tắm luôn á cả nhà ơi. Mịn mướt thích dã man luôn. Và đặc biệt còn có collagen nữa chứ cả nhà. Cả nhà có tìm ra được, các chị em có tìm ra được một cái sữa tắm nào mà có nhiều vitamin A, C, E và collagen như vậy không ạ? Sẽ giúp cho da mình trắng nè, chống lão hóa da body. Vì nếu mình chỉ chăm sóc da mặt thôi á, thì da mặt tươi trẻ nhưng mà
người nào mà tinh tế thì người ta nhìn sâu vào trong da body mà thấy kiểu da body của mình không có căng phồng mà nó hơi thung thung, nó dùng dùng lại, nó cằn cỗi thì cũng biết là mình đã bị già nha cả nhà ơi. Thế nên là mình phải dùng những cái sản phẩm nào, kể cả sữa tắm, kể cả và nhất là body lotion nè, nó phải chú trọng về những cái mà làm trắng da nè, đặc biệt là nó xóa nhăn da body cho mình luôn nha cả nhà, căng mịn mướt luôn. Và cuối cùng cả nhà ơi, em tiếp theo là tất cả chị em mình luôn sử dụng và luôn tìm kiếm đâu đấu xem là cái sản phẩm nào có thể giúp cho chúng ta trắng da, thì em tiếp theo này là em quan trọng nhất và cũng là em best seller nhất của nhà La Mercy á cả nhà. Đây là La Mercy Body Lotion nha cả nhà ơi. Mình có thể dùng một tuần hai lần cũng được, nhưng mà Trinh thì Trinh sử dụng hầu như là mỗi ngày á cả nhà, vì ngoài công dụng làm trắng sâu từ bên trong á, thì khi mà Trinh thoa em này lên á, Trinh có cảm giác là khi mà Trinh xuất hiện sự kiện hoặc là buổi chụp hình á, nó sẽ làm cho da của Trinh nâng tông hơn, nhưng mà không phải là trắng ảo như là các sản phẩm trôi nổi trên thị trường mà mình thoa lên cái trắng xong rồi mình tắm ra cái là nó đen thui, không phải như vậy nha cả nhà. Cái này nó sẽ dưỡng trắng khỏe sâu từ bên trong và sẽ giúp cho da của mình căng mịn mướt luôn. Và mình thoa lên da một lớp á, thoa đều lên tất cả body của mình từ cổ xuống tới chân tới tay luôn, và mình để 20 phút cho tất cả các dưỡng chất này nó thấm sâu vào trong da nha cả nhà ơi. Và khi mà ủ trắng với em La Mercy Body Solution này á, thì vừa ủ xong vừa thoa xong là mình sẽ thấy là da của mình trắng rõ rệt ngay sau khi ủ luôn. Mà tuy nhiên thì Trinh thấy mà để có hiệu quả lâu dài á, thì mình phải dùng đều đặn nha cả nhà ơi. Chứ bây giờ mà mình hôm dùng hôm nghỉ á, thì nó sẽ không mang tới một cái hiệu quả nhất định trong một cái thời gian tuyệt vời. Nếu ví dụ như mà mình muốn sử dụng sản phẩm này mà ra được cái công dụng làm trắng tốt nhất, thì Trinh khuyên rằng là chúng ta nên sử dụng ít nhất mỗi ngày một lần nha cả nhà ơi. Còn Trinh á cả nhà, đi quay đi chụp các cái á, là Trinh đem cái em này theo, nó Trinh sử dụng nó mắt nhỏ cho cả nhà nha, nó thoa lên đẹp mướt mà sáng đến mức mà Trinh sử dụng nó thành em make up body luôn cả nhà. Tại vì Trinh tính chất công việc của Trinh là phải đi quay chụp event rất là nhiều, thì mình make up rất là kỹ càng cho mặt của mình bằng rất là nhiều lớp đúng không? Nhưng mà body của mình mà để không trơn là coi như là nó sẽ vẫn đẹp nếu như mình dùng những sản phẩm uy tín như La Mercy. Nhưng mà vì ánh đèn các cái mình cần nó đẹp hơn, thì cái em này á cả nhà, Trinh dùng nó như là make up body luôn cả nhà ơi. Và trong cái em La Mercy Body Lotion này á, nó chứa tác dụng làm trắng nha cả nhà, nhưng mà hoàn toàn là an toàn từ thiên nhiên, như là chiết xuất từ cây dâu tầm nè, việt quất nè, cây mâm xôi đen và quả phúc bồn tử và dâu tây nha cả nhà ơi. Và có hyaluronic acid nha cả nhà, sẽ nâng tông trắng mịn khỏe từ bên trong mà không cần phải đi tắm trắng hay là phải săn mấy cái sản phẩm tắm trắng tại nhà nha cả nhà. Cái đó là rất nguy hiểm nha cả nhà ơi. Không cần phải mua tìm cho mình cái sản phẩm tắm trắng tại nhà, mà chỉ cần body lotion thôi sẽ giúp cho chúng ta trắng khỏe từ bên trong cả nhà ơi. Và bước cuối cùng của da chính là bước này nha cả nhà ơi. À, còn một bước nữa cả nhà ơi, bước này là bước cuối cùng, nhưng mà còn một bước nữa, đây là hai bước cuối cùng lận nha cả nhà ơi, sẽ giúp khóa trắng cho mình nha. Các bạn có thể thoa hai em này một lần vào buổi sáng và buổi tối, nhưng mà nếu như mà như Trinh như tính chất công việc mà bị thiếu ngủ quá thì chỉ cần thoa một lần thôi là nó cũng dưỡng ẩm chuyên sâu cho da mềm mịn. Và vừa có ba bước dưỡng trắng sẽ giúp cho nâng tông mạnh mẽ, đây là ba bước dưỡng trắng giúp cho nâng tông mạnh mẽ nha cả nhà ơi. Vì cái sữa tắm này cũng có dưỡng trắng nữa, chúng ba em này là ba bộ đôi giúp cho chúng ta dưỡng ẩm chuyên sâu và bật tông trắng mạnh mẽ cho mình, mà trắng mềm mịn mướt từ sâu bên trong nha cả nhà. Còn em này là làm sạch tuyệt vời cho da. Nếu như mà thiếu em này thì các lỗ chân lông của mình bị bít tắc, thì nó không hấp thụ được những cái tinh túy của em body shower là sữa tắm nè, rồi body lotion, rồi body solution nữa nha cả nhà ơi. Dạ, đây cả nhà ơi,
Hai em này á, đều có chứa những thành phần rất quý hiếm mà chị em mình luôn mong muốn có, đó là hyaluronic acid, là sẽ cấp ẩm rất là tuyệt vời cho mình và nâng tông trắng khỏe từ bên trong nha cả nhà ơi. Và có chiết xuất là từ những thành phần quý hiếm từ thiên nhiên là cây dâu tầm nè, quyệt việt quất nè, cây mâm xôi đen và phúc bồn tử nữa cả nhà, dâu tây nữa. Chị em nào mà muốn có làn da trắng mịn mà không cần phải đi spa tắm trắng thì đừng bỏ qua em này nha cả nhà. Nếu mà đi spa tắm trắng mà đến đúng ngay chỗ Lavender Ba Trang thì rất là tuyệt vời nha cả nhà ơi. Nhưng mà nếu không thể thì tậu ngay cho Trinh. Ba em này là giúp dưỡng trắng, bật tông khỏe từ bên trong luôn và nó cấp ẩm cho mình rất là tốt luôn. Còn sạch da thì em này, mà nếu như chúng ta đã tậu được ba em này mà nếu mà cái da của mình bít tắc lỗ chân lông, dính đầy bụi bẩn, dầu nhờn, đất cát thì nó không thể nào phát huy tác dụng của những em này một cách tuyệt đối được. Cho nên là các chị em ơi, nếu mà chưa cập nhật cái sản phẩm này, kể cả con trai luôn nha cả nhà ơi, thì chúng ta đi làm các cái mồ hôi ra là nó đã bít tắc lỗ chân lông rồi, bao nhiêu đất cát khói bụi nữa cả nhà, nó rất là dơ như vậy. Thì bây giờ chúng ta dưỡng cỡ nào nó làm sao mà nó thấm vào chuyên sâu bên trong để giúp cho chúng ta vừa có làn da mềm mịn, dưỡng trắng da mà bật tông mạnh mẽ được, chỉ phải sạch sẽ từ sâu ở trong lỗ chân lông của mình thôi nha cả nhà. Thì lúc đó mới phát huy ba em này là sữa tắm nè, body lotion và body solution nha cả nhà ơi. Và cả nhà, các chị em có muốn Trinh Trinh review hay là Trinh chia sẻ thêm sản phẩm nào, cả nhà cứ chia sẻ với Trinh nha. Dạ, xin chào chị Hòa Đơn. Xin chào. À, xin chào tất cả các anh chị ạ. Wow, cả nhà ơi, bây giờ mấy giờ rồi ạ? 10:22:19 cả nhà ơi. Mà Trinh thấy là có rất là đông các anh chị vào trong livestream của Trinh tối ngày hôm nay luôn. Cả nhà ơi, hôm nay là Trinh dậy từ lúc 4 giờ sáng á, và Trinh có một buổi shooting ở ngoài trời. Tới 4 giờ chiều Trinh mới xong, là Trinh về nhà, Trinh tắm ào một cái là Trinh dùng tẩy tế bào chết. Trời ơi, là tất cả những cái bụi bẩn, dầu thừa và đất cát khói bụi mà Trinh chụp ở ngoài trời nó vương vào da cả nhà. Nó làm cho da mình rít rít đó cả nhà ơi, và nhìn mình nó bị sạm da đi á. Vì da mình không sạch hoàn hảo thì chắc chắn là nó bị sạm da rất là nhiều luôn nha cả nhà. Nhưng em này sẽ là một bước làm sạch xuất sắc cho mình, là tẩy tế bào chết body. Mình toàn là tẩy tế bào chết mặt nhưng mình quên tẩy tế bào chết body, là nó rít trịch nha cả nhà ơi. Và tất cả những cái mà dầu nhờn nè, đất cát khói bụi nè, rồi nó sẽ vương vào ở trong đây. Và khi ai mà rờ lên da của mình mà thấy rít rít là biết ngay là mình không có tẩy tế bào chết đó nha cả nhà ơi. Vì cảm giác của Trinh nó trong phòng tắm á, mỗi khi mà dùng em này xong á cả nhà, trời ơi, tắm một cái đúng không, rờ tay lên nó tuột xuống luôn á cả nhà. Bởi vì nó giống như da của em bé luôn cả nhà ơi. Vì nó lấy sạch sâu những cái bụi bẩn, dầu nhờn sần sùi từ sâu bên trong lỗ chân lông. Mà nếu mà anh chị nào mà bị viêm lỗ chân lông á, thì phải chú trọng trong việc tẩy tế bào chết nha. Cũng như là về da mặt á, thì da body của mình cũng rất là có đất cát và tế bào chết rất là nhiều luôn ạ. Mà nếu mà bị lấp hết bởi những cái chất dơ đó thì làm sao mà những cái tinh túy về làm trắng và về mềm mịn và về chống già này nó sẽ thẩm thấu vào sâu bên trong lỗ chân lông đây. Cho nên là không nên bỏ qua em này nha cả nhà ơi. Đối với Trinh là em này là tuy là một tuần Trinh sử dụng 1 đến 2 lần thôi, nhưng mà cái em này là cái em mà Trinh yêu thương và chú trọng nhất đó cả nhà. Còn tiếp theo là Trinh sẽ sử dụng các sản phẩm làm trắng da, căng mịn mướt, nhưng mà đặc biệt là tất cả những cái kem ủ trắng của La Mer Cie và sữa tắm, dù là có công dụng làm trắng tuyệt vời, bật tông cho da, nhưng mà nó không bị ăn nắng da nha cả nhà. Vì đây không phải là kem trộn nha cả nhà. Kem trộn là thoa lên ngày hôm sau là mình bị táp nắng, là đen thui là nám luôn. Nhưng mà với bộ sản phẩm của La Mer Cie là số 1 Hàn Quốc này rồi á, thì nó cháy hàng quá mà cả nhà ơi. Bởi vì các chị em phải thấy công dụng của nó rất là nhiều, cho nên các chị em một lần đặt toàn là 3-4 bộ không, mà một bộ là tất cả các chu trình. Thế nên là hết hoài luôn. Chính là lý do vì sao mà có thể trong thời gian qua các chị em cũng sẽ gặp tình trạng giống như Trinh luôn á, là đặt bộ sản phẩm
của La Mercy phải chờ cả gần một tháng cả nhà ơi, và nó phải có công dụng hiệu quả thì mới phải làm cho mình chờ đợi, nhưng mà chờ đợi là xứng đáng nha cả nhà. Nhưng lần sau, lần này rút kinh nghiệm cả nhà ơi, không muốn chờ gì hết mà đặt một lần 3 bộ, hai ít nhất là 2 bộ nha cả nhà, hoặc là an toàn hơn là 3 bộ để khỏi phải chờ cả nhà ơi. Và sau khi tắm xong á thì mình sẽ bôi một lớp này đều lên da của mình nha cả nhà, và chờ khoảng 20 phút cho các dưỡng chất ngấm vào trong da thì chúng ta sẽ thoa tiếp đến em cuối cùng. Đây là 2 em cuối cùng nha cả nhà. Ủ trắng xong là da sẽ trắng rõ rệt cho mình sau khi ủ luôn, và sẽ có tác dụng thêm nữa là nó sẽ hỗ trợ chống nắng cho mình nữa. Cho nên là khi dùng em dưỡng ủ trắng này á thì sẽ có rất là nhiều dưỡng chất từ những cái thành phần an toàn trắng tự nhiên, nên là khi mình ra ngoài đường mình không sợ là bị ăn nắng bắt nắng. Nhưng nếu mà tuyệt vời hơn thì mình cũng nên dùng kem chống nắng body nha cả nhà ơi. Hiện tại thì Trinh thấy là La Mercy chưa có kem chống nắng body vậy, chứ có là trời ơi là Trinh tậu luôn á cả nhà ơi. Nên là mặt cũng vậy, mình khóa lại bằng kem chống nắng mặt thì body cũng vậy. Đây là các sản phẩm có hỗ trợ chống nắng cho body của chúng ta nha cả nhà ơi. Nhưng nếu mà bạn phải làm việc với môi trường mà quá nắng gắt thì các bạn cứ tậu thêm cái kem chống nắng body nữa là được. Còn nếu ví dụ môi trường cũng nắng nhưng mà nắng vừa phải thì cũng không cần phải thoa kem chống nắng body đâu. Vì trong các sản phẩm làm trắng da, ủ trắng của La Mercy này có thành phần chống nắng nhẹ nhẹ cho chúng ta và không bắt nắng cho chúng ta, hỗ trợ chống nắng, nên là mình hoàn toàn yên tâm với những sản phẩm lành tính và thần thánh thần kỳ như là La Mercy nha cả nhà ơi. Và ngày hôm nay á, nãy giờ cả nhà hỏi giá rất là nhiều luôn á cả nhà ơi. Cả nhà, các anh chị có muốn Trinh chia sẻ về giá không ạ? Dạ, giá bao nhiêu? Chị Nguyễn Thị Lê bao nhiêu tiền một bộ? Chị Nguyễn Thị Lê không biết là còn ở đây không ta? Dạ, giá khuyến mãi cực kỳ sốc luôn cả nhà ơi. Và hai sản phẩm á, nếu mình mua hai sản phẩm bất kỳ của La Mercy nha cả nhà thì mình sẽ được giảm 10%, là giống như Trinh vừa rồi á. Khi mà sản phẩm La Mercy vừa về tới Việt Nam á là Trinh được giảm rất là nhiều phần trăm nha cả nhà. Nhưng nếu mà chúng ta chỉ mua hai sản phẩm thôi thì chúng ta sẽ được giảm 10% ạ. Còn nếu như mà chúng ta mua 4 sản phẩm bất kỳ của La Mercy thì sẽ giảm được 15% các chị em ơi, và còn được tặng một sản phẩm nữa ạ. Và một sản phẩm đó sẽ thấp hơn hoặc là bằng cái giá trị của sản phẩm cao tiền nhất trong 4 cái sản phẩm đó nha cả nhà ơi. Và các chị em ơi, nếu như các chị em mà giống Trinh á, là tậu luôn, mua luôn 5 sản phẩm bất kỳ của La Mercy thì sẽ được giảm 25% và tặng tới 2 sản phẩm bất kỳ của La Mercy luôn á các chị em ơi. Trong tất cả các sản phẩm của La Mercy á, thì cái này á, là cái mà nó sẽ hết lâu nhất, và các cái em này nó sẽ hết nhanh hơn. Cho nên là nếu mà tậu á, thì Trinh khuyên các chị em là mình nên giống Trinh rút kinh nghiệm á, là mình nên tậu 2-3 bộ đi. Bởi vì mỗi lần đợi La Mercy ship từ Hàn Quốc về Việt Nam á, thì nó cũng phải mất tầm đâu đó 1 tháng. Với lại do là La Mercy cháy hàng quá đi nữa, thế nên là phải trong tình trạng đợi. Thì khi trong tình trạng đợi là da mình nó mất một khoảng thời gian bị dưỡng rồi, là nó bị chậm lại cả nhà. Nó chậm trắng hơn và nó chậm phát huy tối đa cái công dụng mà xóa nhăn, xóa nám, mờ bọng mắt, và nó làm đầy rãnh cười và nó căng mọng mịn mướt cho mình như da Hàn Quốc luôn á cả nhà ơi. Và trong lúc đó thì mình không nên vội vàng sử dụng sản phẩm khác nha, mình cứ nên là trung thành với La Mercy thôi, bởi vì nó sẽ phát huy tất cả những cái công dụng làm đẹp cho chị em mình nha cả nhà ơi. Cả nhà có thắc mắc gì không ạ? Các anh chị ơi, nãy giờ chia sẻ lia lịa luôn ạ, vì lâu quá Trinh đâu có chia sẻ về bí quyết làm da, hay là Trinh đâu có bật mí về bộ sản phẩm làm da body và da mặt của Trinh đâu. Thế nên là có rất là nhiều điều muốn chia sẻ với các chị em luôn. Vì Trinh đọc trong inbox của các chị em rất là nhiều chị hỏi về cái bí quyết và chu trình dưỡng da, rất là nhiều chị tha thiết muốn nghe luôn á. Thế nên hôm nay Trinh dồn một lần và Trinh trả lời một lần luôn các chị ơi. Và các chị cũng vậy, nếu mà các chị có bí quyết dưỡng da hay là ăn uống như thế nào, các chị comment lên để mà Trinh có thể tám chuyện với các chị nha. Dạ da chị đẹp xỉu, da cảm ơn, sữa rửa mặt giá ạ. Cả nhà ơi, sữa rửa mặt giá thì cả nhà có thể, các chị em có thể vào thẳng fanpage của La Mercy thì có các chị em sẽ trả lời ngay trong phần inbox nha các chị ơi.
Tại vì khi mà Trinh mua là Trinh mua một lần, Trinh không có mua riêng cho nên Trinh cũng không có nhớ lắm nữa các chị ơi. Một lần là Trinh đặt luôn 6 em như thế này nè cả nhà, cả kem chống nắng luôn á. Thì cái giá của từng em Trinh ít để ý giá lắm, là chỉ cần chốt thôi chứ không để ý giá. Nhưng mà Trinh được chị Trang giảm cả nhà ơi, Trinh được chị Trang giảm nha. Nhưng mà giá của từng em á thì cả nhà lên thẳng fanpage của La Mercy thì các chị trực ở trong fanpage sẽ trả lời ngay cho chúng ta, và chúng ta yên tâm là có khả năng được giảm nha cả nhà ơi. Và La Mercy đang về rất là nhiều sản phẩm này rồi, và đang chuẩn bị sẽ cháy hàng, chắc là sẽ hết trong vòng chưa đầy một tuần á cả nhà. Cho nên là các chị em nào hãy muốn có cho mình bộ sản phẩm mà chữa hết tất cả những cái vấn đề về da và tự tin hoàn toàn để một làn da mặt mọc 100% nhưng vẫn tự tin xóa mờ hết tất cả những cái vết thâm nám xỉn màu, rồi làm đầy rãnh nhăn và bọng mắt, rồi chữa hết tất cả những vấn đề về lỗ chân lông to và căng mọng mịn mướt cấp ẩm cho da, thì sở hữu một bộ này giống như Trinh nha. Khi mà chúng ta mua lẻ thì chúng ta có thể là, Trinh chưa mua lẻ bao giờ nhưng mà Trinh nghĩ chắc có thể là cũng sẽ được La Mercy giảm giá một phần nào đó. Nhưng mà nếu như mà mua bộ giống như Trinh là 6 em luôn á cả nhà, hoặc nếu như dưỡng thôi á, bỏ em kem chống nắng thì ra là một bộ 5 em như vậy á, hoặc là đủ đầy hơn để mà bảo quản, bảo vệ cho da mình là nên 6 em nha cả nhà, thì chắc chắn với cả nhà là 6 em sẽ được giảm 25%, hoặc có khi biết đâu là hơn nữa đó cả nhà. Nên là chúng ta hãy inbox để mà tậu ngay cho mình bộ sản phẩm giúp cho da chữa hết tất cả những cái vấn đề về da, kể cả trẻ tuổi thì chúng ta nên phòng chống nha, hoặc là lớn tuổi thì chúng ta sẽ chữa được hết tất cả những cái vấn đề về da luôn chỉ với 6 bước này nha cả nhà. Và nếu như chúng ta mua trọn vẹn tất cả các bước thì chúng ta sẽ được giảm sâu hơn là mua từng em nha cả nhà. Nhưng nếu như mà các chị em nào mà chưa có nhiều chi phí á, thì có thể săn từng em cũng được, thì cũng sẽ có giá giảm cho từng em nếu có thể, hoặc là hai em cũng được giảm 10% rồi đó các chị em ơi. Hai em thôi là các chị em đã được giảm 10% rồi, còn bốn em bất kỳ của La Mercy thì các chị sẽ được giảm 15%, còn 5 em thì các chị sẽ được giảm tới 25%, còn 6 em như Trinh đó thì Trinh không biết, một lần là Trinh đặt 6 em đó cả nhà ơi. Và Trinh cũng được chị Trang ưu ái cho nên giảm cũng nhiều các chị ơi, cho nên Trinh toàn là đặt rất là nhiều thôi. Và lần này Trinh rút kinh nghiệm là không muốn chờ ship từ Hàn Quốc về xa quá, cho nên là Trinh đặt luôn 3 bộ rồi các chị em ơi. Và khi mà Trinh đặt 3 bộ như vậy thì cái phần trăm giảm cũng rất là ok đó cả nhà ơi. Cái phần trăm giảm rất là yêu thương luôn cả nhà. Đây, Trinh sẽ nói sơ qua, chia sẻ qua với cả nhà một lần nữa nha, về cái bí quyết dưỡng da của Trinh nè. Làm sạch da và dưỡng da và chữa hết tất cả những cái vấn đề về da luôn. Đầu tiên, chúng ta không thể thiếu nam hay nữ, đều là sữa rửa mặt giúp làm sạch sâu tất cả các bụi bẩn, dầu nhờn. Và đặc biệt là em sữa rửa mặt này của La Mercy á, cả nhà có thấy là tuyết nó rất là nặng và rất là to luôn á. Trinh dùng hết tất cả các bước này mà cái này vẫn còn ở trong toilet, vẫn còn đầy tràn luôn á cả nhà ơi, rất là hời luôn á. Và sữa rửa mặt này á chỉ là không hề kích ứng nha, cho nên là các làn da nào mà hay bị mẩn đỏ kích ứng là đều yên tâm luôn. Và không chỉ là có tác dụng làm sạch đâu, mà nó rất là thần thánh là nó có cực kỳ nhiều tác dụng. Đây là sữa rửa mặt đầu tiên Trinh từng sử dụng mà nó có khả năng chống lão hóa và làm săn chắc da cả nhà ơi. Thành phần em này ở Trinh rất ấn tượng là vì nó có sáp ong á cả nhà, và cồn béo, và cùng rất nhiều các loại vitamin khác luôn cả nhà. Khi mình rửa mặt là tất cả những cái dưỡng chất được đưa lên da, rồi mình rửa mặt hàng ngày, rồi da được nạp tất cả những cái dưỡng chất đó thì sẽ không lo nếp nhăn xuất hiện đâu. Nhưng mà một bước này thì vẫn chưa đủ đó cả nhà ơi. Dù nó có những cái công dụng của dưỡng chất làm đẹp da, nhưng chúng ta vẫn nên sử dụng từng bước chuyên sâu để làm đẹp một cách trọn vẹn, hoàn hảo, không tì vết nha cả nhà. Tiếp theo là Trinh sẽ sử dụng nước thần. Bước thứ hai là nước thần của La Mercy nha cả nhà ơi. Trước đây thì Trinh thức khuya nè, rồi Trinh hay make up, da Trinh dễ bị xuất hiện nếp nhăn trán này, rãnh cười và khóe mắt luôn, nhìn Trinh rất là già và thiếu sức sống luôn các chị em ơi. Nhưng mà sau khi sử dụng nước thần, đây là bước thứ hai của nhà La Mercy, thì đúng là mang lại hiệu quả thần thánh các chị em ơi. Những nếp nhăn li ti ở mắt nè, rồi nếp nhăn ở trán nè, lúc trước là Trinh bị một cái đường dài bắt từ bên đây qua bên đây luôn, nhưng mà bây giờ
Trinh nhướng mày lên, cả nhà cũng có thể thấy là nó là một đoạn nhỏ đúng không? Thì Trinh tin chắc rằng với cái bộ này từ Hàn Quốc vừa về Việt Nam, đây là bộ thứ hai, thì sẽ mất luôn cái đoạn nhỏ này cả nhà ơi. Chứ lúc trước là nó không có nhỏ như vậy đâu. Bây giờ nó đã mờ và nó ngắn rất là nhiều. Cả nhà có thể thấy là cái chất lượng và cái độ uy tín đảm bảo của em Lamercy này như thế nào đúng không ạ? Vừa bôi cái nước thần này lên là cả nhà sẽ thấy được rằng da mình cung cấp độ ẩm và căng bóng mịn mướt hẳn luôn cả nhà ơi. Nước thần này rất là vi diệu nha, và rất và những chị em nào mà ở độ tuổi như Trinh á thì việc chống lão hóa là việc vô cùng quan trọng đó các bạn ơi, các chị ơi. Vì mình chỉ cần lơ một chút thôi là nếp nhăn hay là các vết sạm nám sẽ xuất hiện rất là nhiều luôn. Trong mình nó sẽ già đi ơi là già luôn. Thì bây giờ nếu mà cái nền da của mình vết nếp nhăn nè rồi già và thun lại như vậy thì chắc chắn là nó sẽ cũng sạm đi. Và khi mà mình make up dày tới cỡ nào thì nó không thể che được đâu các chị em ơi. Cái nền da thật mộc của mình nó phải khỏe, nó phải đẹp từ bên trong thì mình make up vào nó mới đẹp được. Vì những ai tinh ý mà nhìn trực tiếp mình thì vẫn thấy được là đây là làm đẹp ảo, vì đây là cái lớp make up thôi cả nhà ơi. Còn nếu như mà da của người đó thật sự là trẻ đó thì chắc chắn là cái lớp make up sẽ rất là mỏng và nó sẽ thể hiện rất là nhiều luôn. Kể cả chúng ta có make up che đến cỡ nào thì nó vẫn sẽ lộ ra nha cả nhà ơi. Cho nên cái nền da mặt mộc của chúng ta phải khỏe trước cái đã, và khỏe và phải mất hết tất cả những cái vấn đề về da như là chống nhăn nè, giảm mờ nè, giảm nhăn nè, đầy khóe miệng nè, rồi bọng mắt sẽ mất hết. Ví dụ Trinh có khi hay thức khuya nhiều cả nhà, là sáng ngủ dậy là cái bọng mắt như thế này luôn, là trước khi Trinh biết Lamercy là như vậy. Nhưng mà tới khi mà Trinh biết Lamercy rồi á thì với tất cả những cái chu trình dưỡng da này hết hẳn tất cả các bọng mắt cho mình luôn, và mình sẽ không có bị già nha các chị em ơi. Cả nhà ơi, Trinh sẽ do là mặt mộc hoàn toàn đó các chị em ơi, cho nên là da của Trinh nó sẽ rất là trắng. Cả nhà có thấy rất là trắng và căng mịn mướt đúng không? Vì đây là thời gian ở trên chuẩn bị đi ngủ rồi, cho nên cả nhà sẽ không có thể thấy má hồng hay là son đỏ như là thường ngày trên hay xuất hiện ở sự kiện hay là các bộ ảnh nha cả nhà ơi. Vì đây là lúc chuẩn bị đi ngủ rồi các chị em ơi, 10 giờ rưỡi rồi mà, nên là Trinh sẽ thoa một lớp son cho nó hơi tươi tươi một chút xíu nha cả nhà ơi, để mà tâm sự với lại các chị em tiếp ạ. Sau nước thần thì Trinh sẽ bôi thêm một sản phẩm nữa để chống lão hóa một cách vượt bậc tối ưu, đó chính là kem dưỡng chống lão hóa của Lamercy Anti Wrinkle Cream. Wrinkle có nghĩa là nếp nhăn á cả nhà, sẽ giúp cho chúng ta chống lại hết tất cả các nếp nhăn luôn. Vì trong em kem dưỡng này có chứa dưỡng chất chiết xuất từ rễ cam thảo nè, lá chè nè, đồng tripeptide và rất là nhiều tinh chất quý hiếm khác luôn á cả nhà. Đây đều là những cái thành phần có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ và chống lão hóa một cách vượt bậc nha cả nhà. Ngoài ra cái em Botox tươi này, là kem dưỡng chống lão hóa Anti Wrinkle Cream này á, sẽ giúp cho chúng ta là phục hồi và tái tạo làn da một cách rõ rệt cả nhà ơi, cấp ẩm và tăng độ đàn hồi cho da bằng cách là tăng cường các dưỡng chất như là collagen nè, elastin nè và acid hyaluronic acid nha cả nhà. Acid hyaluronic và những cái tinh chất vừa rồi mà Trinh đọc qua, chắc chắn là các chị em nào hay quan tâm về các sản phẩm dưỡng da thì biết đây là những thành phần rất là quý hiếm và rất là tuyệt vời cho làn da của mình nha. Nói chung là các chị em ơi, chỉ cần sau 2 tuần thôi là các chị em sẽ thấy những thay đổi như Trinh vừa nói á các chị em ơi. Đó là chính là lý do nó cháy hàng. Đến cả Trinh nha cả nhà, là khách hàng ruột của Lamercy và Lavender, mà mỗi lần đặt cái bộ, nhất là bộ sản phẩm dành cho da mặt này, mà ngồi chờ cả tháng luôn các chị em ơi, mà không dám tìm bất cứ một cái sản phẩm nào khác để dùng tạm trong lúc đó, vì mình sợ là có khi nó lại hỏng hết tất cả những cái
thời gian mà mình đã sử dụng em này, mình đang thấy nó hiệu quả mà, nhưng mà mình lại không dám hấp tấp cả nhà. Nó cảm giác rất là khó chịu luôn cả nhà ơi. Nên bây giờ rút kinh nghiệm, vừa về từ Hàn Quốc về, bộ này là Trinh livestream chia sẻ với các chị em ngay. Vì là Trinh đã rất là hiệu quả và không đi lầm đường và chọn đúng bộ sản phẩm mà Trinh yêu thích và đạt được hiệu quả tối ưu cho làn da của mình và xóa hết tất cả các khuyết điểm về da. Thế nên là Trinh bật livestream ngay sau khi mà ngày hôm nay là sáng nay Trinh được nhận từ Lavender La Mercy ship đến nhà bộ này đã về từ Hàn Quốc rồi. Thế nên là Trinh livestream chia sẻ với các chị em ngay, bởi vì bây giờ số lượng thì còn nha các chị em, nhưng chỉ vài ngày thôi là nó lại sold out hết sạch, và nếu chờ thì lại chờ tiếp 1-2 tháng á. Cho nên là Trinh đã đặt 3 bộ rồi, nên là chia sẻ luôn với các chị em để các chị em nào mà đang sử dụng lầm, sử dụng sai hoặc là đang phân vân thì hãy tậu ngay em này, thì các chị em sẽ thấy là công dụng tuyệt vời như Trinh nói chỉ sau 2 tuần nha các chị em ơi. Nhưng mà an toàn vì tất cả các sản phẩm đều rất là chất lượng, không hóa chất, và chu trình dưỡng da của Trinh á, thì là như vậy. Các chị em thì như thế nào ạ? Các chị em có thể chia sẻ với Trinh không? Đó, đây còn đây cả nhà nha, là bộ 4 sản phẩm tuyệt vời về làm sạch nè, làm trắng da body cho chúng ta, và có cả là có khả năng chống nắng, hỗ trợ chống nắng cho chúng ta nữa ạ. Các chị em, dạ, bộ tắm trắng gồm những sản phẩm gì chị? Tắm trắng body đúng không chị ơi? Tắm trắng là mình hai em này giùm em nha, body lotion và body solution sẽ giúp cho chúng ta chống nắng cho da cũng có luôn á cả nhà, hỗ trợ chống nắng, và đặc biệt là có vitamin A, C, E và cả collagen ủ trắng cho mình, xong rồi cả là có kem bôi lên da giống như là make up body cho mình luôn á cả nhà. Mình sẽ ủ trắng nè, xong rồi mình sẽ dùng cái này như là make up body luôn á cả nhà ơi. Nếu mà các chị em nào mà cần phải đi tiệc mà cần một cái làn da trắng mướt mát và ăn đèn á cả nhà, và lấp lánh trong đêm á, thì các chị em dùng em này nhiều lần hơn một ngày nha. Mình thoa lên trước khi mình mặc váy đầm á cả nhà ơi, là chắc chắn là mình sẽ có một cái làn da rất là tuyệt vời, nó sẽ match với lại cái make up của mình luôn. Còn và ngoài ra thì nó không chỉ là make up body đâu cả nhà, mà cái thành phần chính của nó là sẽ là từ dâu tầm nè, quả việt quất nè, mâm xôi đen và quả phúc bồn tử dâu tây á, thì sẽ giúp cho mình có một làn da trắng mịn mà không cần đi spa tắm trắng. Thì các chị em đừng bỏ qua bộ đôi này nha, ủ trắng và body lotion thoa giúp cho chúng ta trắng rồi chúng ta đi ngủ luôn nha cả nhà ơi. Bộ 4 chai như thế này á, thì nếu chúng ta mua một lần 4 chai này là một sự lựa chọn tuyệt vời nhất và hoàn hảo nhất để chúng ta có một làn da body căng mịn mướt, không lão hóa, sạch sâu từ bên trong lỗ chân lông và trắng một cách trắng khỏe từ bên trong nha cả nhà. Và ngoài ra là còn có hỗ trợ chống nắng cho chị em mình luôn. Đây là 4 bước dành cho body tuyệt vời nhất. Khi có 4 bước này rồi là chúng ta không sợ bất cứ một cái gì nữa cả nhà ơi. Da body của chúng ta sẽ như là em bé luôn. Và nếu như chúng ta mua 4 sản phẩm này luôn á, thì chắc chắn là các chị em sẽ được La Mercy giảm 15% nha các chị em ơi. Còn nếu như các chị em mua 5 sản phẩm đi, có thể kèm bất cứ một em nào về mặt đi, nói chung là 5 sản phẩm bất kỳ của nhà La Mercy về body hay là về mặt, thì các chị em còn được giảm sâu hơn, là được giảm 25% nha cả các chị em ơi. Mà khi giảm 25%, các chị em còn sẽ được tặng thêm 2 sản phẩm bất kỳ nữa các chị em ơi. Nếu 4 sản phẩm bất kỳ của La Mercy thì các chị em sẽ được giảm 15% và được tặng 1 sản phẩm bất kỳ của La Mercy. Nhưng nếu các chị em tậu cho mình 5 sản phẩm luôn thì sẽ giảm tới 25% các chị em ơi, mà còn được tặng 2 sản phẩm bất kỳ ạ. Dạ, các chị em có câu hỏi, có thắc mắc nào không ạ? Trước khi đi ngủ Trinh sẽ trả lời hết cho các chị em luôn, vì Trinh cũng muốn là các chị em chọn sản phẩm an toàn và không có bị chọn lầm, chọn sai á các chị em ơi. Dạ, bộ kem dưỡng da mặt có giá bao nhiêu Trinh? Các chị em ơi, đang được giảm cho nên cái giá mình sẽ inbox thẳng cho
fanpage của La Mercy hoặc là Lavender Ba Trang cũng được nha các chị em ơi, vì Trinh mua một lần á, về da mặt là Trinh mua một lần 6 bộ, nhưng mà 5 bộ là các chị em đã được giảm 25% rồi và còn được tặng thêm 2 sản phẩm nữa. Nhưng mà nếu như các chị em mua giống Trinh 6 bộ là coi chừng là được giảm sâu như Trinh đó nha. Cho nên là thôi, để chính xác nhất thì các chị em nhanh tay inbox thẳng fanpage của La Mercy hoặc Lavender Ba Trang nha. Vì số lượng đang rất là có hàng luôn. Các chị em inbox thì mới biết là nó còn hàng hay không nha. Vì Trinh nhận bộ sản phẩm mặt và body này vào sáng ngày hôm nay, nhưng mà nó lại rất là nhanh cháy hàng các chị em ơi. Nên là bây giờ các chị em không nhanh tay là sẽ hết cả mặt và body luôn á ạ. Dạ, các chị em còn câu hỏi nào cứ hỏi Trinh nha, vì Trinh sẽ đi ngủ sớm để mà ngày mai Trinh sẽ bắt đầu một ngày thật là tươi mới với làn da, thật là tự tin cùng bộ sản phẩm La Mercy về body và về mặt ạ. Bây giờ Trinh đã dưỡng hết rồi là không cần dưỡng gì hết á cả nhà ơi. Giờ là chỉ cần là ào ra giường là nằm ngủ một giấc thật là đã và an tâm tuyệt đối về da mặt và da body của mình đã được bảo vệ tuyệt đối và chữa hết tất cả các vấn đề về da và trắng bật tông, căng mọng mướt, chống lão hóa, chống nếp nhăn và chống mờ thâm nám cùng La Mercy body và da mặt cả nhà ơi. Các chị em nhanh tay nha, vì không là sẽ giống như Trinh là chỉ chắc là vài ngày thôi là coi như là hết sạch tất cả, và mình đợi từ Hàn Quốc về cũng lâu cả nhà ơi, một tháng cũng lâu lắm ạ. Thôi bây giờ thì chắc là Trinh sẽ xuống like để cho ui tới 2.000 chị em xem lần ở. Các chị em online buổi tối cũng đông quá ạ. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm mặt đi chị. Sản phẩm mặt dễ lắm các chị em ơi. Sữa rửa mặt nè, nước thần nè, xong rồi kem ủ Botox tươi, rồi tới là kem dưỡng ban đêm nha cả nhà ơi. Còn cái này là 3 ngày và kem chống nắng nha. Mỗi cái bước này thì cách ra giúp Trinh khoảng 2-3 phút để nó thấm vào sâu bên trong da nha. Còn bây giờ thì Trinh đã xong hết tất cả các bước dưỡng chăm sóc da buổi tối rồi nè. Các chị em còn thắc mắc gì thì hãy comment, Trinh sẽ chia sẻ cùng các chị em nha. Các chị em ơi, vậy thì bây giờ Trinh sẽ tạm biệt các chị em để cho cả nhà mình còn đi ngủ sớm rồi đúng không ạ? Mình dưỡng da tất cả các chu trình xong rồi mình thức khuya là coi như là cũng gây hại cho da các chị em ơi. Nên là bây giờ là Trinh đã sẵn sàng với một làn da body và da mặt đầy đủ tất cả dưỡng chất với bộ sản phẩm thần thánh về mặt và body của La Mercy rồi. Bây giờ Trinh sẽ để cho các chị em ngủ sớm thôi. Trinh cũng sẽ ào vào giường ngủ thôi cả nhà ơi, để ngày mai thức dậy thì Trinh sẽ có một gương mặt thật là đẹp cùng với da body thật là đẹp với sản phẩm của La Mercy. Còn bây giờ thì Trinh xin chúc tất cả các chị em nhà mình sẽ có những sự lựa chọn đúng đắn về những sản phẩm dưỡng da body và mặt để mà mình phát huy hiệu quả một cách tốt nhất nha. Đặc biệt là sản phẩm của La Mercy là ưu tiên hàng đầu số 1, vì đây là sản phẩm số 1 của Hàn Quốc rồi cả nhà ơi. Bây giờ thì Trinh xin chúc các chị em của mình luôn có thật nhiều sức khỏe nè, xinh tươi nè, nhiều niềm vui và một buổi tối ấm áp nha. Chúc các chị em ngủ ngon ạ. Trinh sẽ trở lại livestream sớm với các chị em và chia sẻ những vấn đề về da tiếp nha. Cho nên có thắc mắc gì á thì các chị em có thể là không comment được trong livestream này thì có thể inbox Trinh nha. Trinh sẽ gom lại tất cả các thắc mắc và câu hỏi để mà Trinh sẽ trả lời trong buổi livestream sau nha các chị em ơi. Và chúc cho các chị em ngủ ngon nha.